À, chưa vậy, ai có thể cho ta mượn đao, đánh thắng được ta, rồi hắn giết đại ca và nhị ca ta. Nè, huynh đệ, mượn đao của huynh một chút. Tiếp đâu? Hả? Đứa trẻ này học được đao pháp ở đâu so với Thiết Sơn kiếm pháp cao minh hơn nhiều? Đao pháp hay, đao pháp hay, đánh hay lắm, đánh hay lắm. Sư phụ, bị sao không vậy? Người xem đao pháp của con có dùng đúng không vậy? Đáng mà, đáng chết. Sao nó lại dám cười nhạo Tuyết Sơn phái chứ? A Di Đà Phật. Đại sư, ông cũng đến để đánh nhau sao? Trưởng môn sư huynh của Thiếu Lâm tự ta đã bị hai ca ca của cậu đem đi, đến nay sống chết chưa rõ. Hay là cậu nghe ta nói như vậy có được không? Hai người bọn họ trúng độc không nhẹ, ta đưa họ về Thiếu Lâm tự dưỡng thương. Chờ sau khi vết thương bình phục, chỉ cần nói ra tung tích của trưởng môn sư huynh ta, Thiếu Lâm tự ta tuyệt đối không đối địch với các người. Không được, ông và bọn họ đều cùng một phe. Nếu như muốn qua đó, phải đánh bại ta trước. Được, mời. Đại sư, xin chờ một chút, ta phải đi cứu đại ca nhị ca trước. Đại ca nhị ca, hai huynh sao rồi? Tam đệ, để nghe ta nói. Để ấn vào quyệt linh đài của ta, dùng nội lực hút ra. Lão tứ cũng vậy. Đại ca, nhị ca, hai huynh thấy đỡ chưa? Đại sư, ra tay đi. Lên đi. Nhị quân đại sư, nhiệt tử do ta nuôi dạy, không dám làm phiền đại sư. Xin để phục vụ chúng tôi tự mình ra tay. Được, được, nên mời hai vị. Mời hai vị, xin mời. Đánh rơi đao của nó rồi chúng ta cướp nó đi. Ê, đừng 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 đừng. Đừng mà, đừng mà. Hôm nay quả là chuyện hiếm có đó. Đầu tiên là sư phụ đánh đồ đệ, tiếp tới cha mẹ đánh con trai. Ta nói Hắc Bạch Song Kiếm này, đánh tiếp như vậy Đinh Bất Tứ ta cũng nhìn không nổi nữa đâu. Hai người là tiền bối võ lâm, lại là người lớn, đánh nhau với một tiểu tử, hai người có thấy mất mặt không đây? Đinh Tứ Gia có cao kiến gì? Chỗ của ta có một tiểu huynh đệ lái thuyền, cũng học được vài đường kiếm pháp cơ bản. Tiểu tử, vậy ngươi có cần huynh đệ này của ta giúp đỡ ngươi không? Cần. A Tú, mấy ngày nay muội đi đâu vậy? Muội chạy khắp nơi để tìm muội. Đừng nói chuyện. Muội đi giữ chân tên tiểu tử kia, huynh đi cướp Ngọc Nhi.
Người này sao lại biết sử dụng Tuyết Sơn kiếm pháp chứ? Đa tạ Tam đệ. Đệ nghỉ trước đi, những chuyện còn lại để đó cho bọn huynh. Sao rồi? Huynh không sao đâu. Còn có vị anh hùng nào muốn lên nhận lệnh thưởng thiện phạt ác không? Chúng ta cùng nhau ba mặt một lời. Hãy huynh đệ bọn ta đến phát cho từng người. Rất tốt, rất tốt, rất tốt đó. Bánh trưng lớn, Ngọc Nhi. Trời, Ngọc Nhi. Đây, 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 đây. Vậy là sao? Phải đó, phải đó. Phải đó, phải đó. Đúng rồi, tiêu rồi làm sao bây giờ? Đi thôi, đi thôi. 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 Kẻ bịt mặt lúc nãy là ai vậy? Chuyện này. Rất tốt, rất tốt, rất tốt đó. Hai vị sư giả đến đây nhanh thật. Thiên Hư đạo trưởng, mùng 8 tháng chạp, mời ông Hạ Cố đến đảo hiệp khách một chuyến. Mời ta đi gặp sư huynh, có đúng không? Không sai. Ngô Trà đạo trưởng cũng đang đợi ông trên đảo hiệp khách. Nếu ta không nhận thẻ bài của các ngươi sẽ đại khai sát giới, có đúng không? Ta nghe nói phái Võ Đan vì muốn đối phó với hai huynh đệ bọn ta, Thiên Hư đạo trưởng đã nghiên cứu một loại kiếm pháp, nghĩ đến nỗi tóc bạc luôn, có đúng không? Như vậy đi, chúng ta cược một ván, nếu ta có thể phá được kiếm pháp này, đạo trưởng ông phải chấp nhận lời mời. Ông thấy sao? Xin mời. Dựa vào võ công chúng ta hiện giờ, dù hợp sức lại cũng không đánh bại hắn. Phái Võ Đan kiếm pháp cũng không tồi,
Thiên Hư đạo trưởng không cần khiêm tốn như vậy. Bộ kiếm pháp này của ông so với Thất Tinh kiếm pháp mà Ngu Trà đạo trưởng thỉnh giáo bọn ta phức tạp hơn nhiều, cho nên mời ông lên đảo là hợp tình hợp lý. Bần đạo tâm phục khẩu phục. Vậy hai người bọn ta sẽ ở đảo hiệp khách, mong chờ tin tốt của ông rồi. Sư huynh. Chuyện môn sư huynh. Đây, chuyện này là sao? Ta tới hỏi hai người, Ngọc Nhi đang ở đâu? Ngọc Nhi? Ngọc Nhi, Ngọc Nhi có chuyện gì hả? Sư đệ, bẩn sư muội, hai người vì muốn cướp chức trưởng môn lại dám tới lấy trộm lệnh thượng thiện. Nửa đêm hôm qua, con trai của hai người xông vào võ đan, nó còn đã thương Thông Hư và Chiếu Hư hai sư huynh đệ. Hai người có xứng với trưởng môn sư huynh, có xứng với võ đan phái hay không? Hai vị Thông Hư, Chiếu sư huynh bị thương nặng như vậy, đây cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Bất phí lời đi, mau giao tên nghịch tử đó ra đây. Nó không ở cùng môn đệ mà. Ngọc Nhi thật sự không đi cùng bọn muội, các huynh có chắc chắn nhìn rõ đó là Ngọc Nhi hay không? Còn giả được hay sao? Muội hạ tất phải vòng vo với bọn ta. Hôm qua muội cướp lệnh thưởng thiện nhưng cướp không thành, lệnh bài đó luôn được Hiếu Chư sư huynh cất giữ bên mình, đến nay lại không cánh mà bay. Muội nói, muội giải thích sau đây. Chúng ta đều là những sư huynh muội đồng môn, nhưng mà không ngờ lòng dạ của hai người tàn độc tới như vậy. Chuyện này mọi người trách nhầm người rồi. Ngọc Nhi, đừng mà. Bất hợp lại. Ngọc Nhi, tao nói bọn ta vu oan cho người tốt, chẳng lẽ hai vị sư thúc đây không phải do con đã thương sao? Là con. Vậy thì lệnh bài thưởng thiện cũng do con cướp có đúng không? Là con. Được lắm thật Thanh Mẫn Nhu, đến nước này hai người còn gì giải thích không? Chuyện tới nước này bọn đệ đây không còn gì nói hết, xin sư huynh cứ việc xử lý. Vậy thì mời cả nhà các ngươi cùng theo bọn ta lên núi. Sư đệ sư muội, ta biết phu phụ đệ muội không hề có ác ý, chỉ là thằng bé Ngọc Nhi này có hơi kỳ quái. Mọi người cùng bọn ta về võ đan rồi sẽ làm rõ trắng đen. Đưa đi. Nè, người nào làm người đó chịu. Nếu như có xảy ra chuyện gì, mình con chịu, không liên quan đến cha mẹ con. Cái thằng bé này, tôi chỉ là giảng bối, nhưng nó không phải đệ tử phái vô đàn chúng ta. Nó cũng đã tự mình thừa nhận là đệ tử của Kim Ô phái gì đó. Hôm nay để muốn thỉnh giáo bản lĩnh của nó, thay mặt võ đàn đòi lại công đạo. Sư đệ, ta nghĩ đệ nên biết chừng mất. Ngọc Nhi, Linh Hư sư thúc là trưởng bối của con, con tuyệt đối không được lỗ mãn. Điều này con biết, ông ấy là sư huynh của cha mẹ con, con không đánh chết ông ấy đâu. Ngọc Nhi, con không được ăn nói lung tung. Dạ. Để ta xem thử ngươi làm sao đánh chết được ta. Tiểu tử, xuất chiêu đi. Đợi đã, con thật sự sẽ đánh chết thúc đó. Không tin đó, thúc xem, thúc nhìn hai tay của con đi nè. Hay gì tiền bối kia cũng vì trúng độc như vậy đó. Chúng ta đừng đánh nhau nữa thì tốt hơn. Ý ngươi muốn nói ta không có xứng vào đấu với ngươi sao? Con Ngọc Nhi, vậy con hãy để Linh Hư sư thúc đây dạy con vài chiêu đi. Đợi con một chút. Hả? Mẹ, cho con mượn kiếm. Thank you.
sư thúc. Sư thúc. Ngọc Nhi, không được vô lễ. Con hãy mau tạ lỗi với sư thúc đi. Con, rõ ràng là họ hiểu lầm chúng ta. Tại sao chúng ta phải nhận lỗi chứ? Nghịch tử, lẽ nào ngươi còn muốn ta nhận lỗi với ngươi sao? Con... Ngọc Nhi, mọi người đều là người một nhà, các sư thúc nhất thời hiểu lầm. Con còn không mau khấu đầu tạ tội. Mẹ đã nói khấu đầu thì con khấu đầu. Đấy. Được rồi, được rồi. Hai vị sư đệ, mọi người đừng tức giận nữa. Thằng bé này tuy nó ngỗ ngược nhưng cũng không phải là người ngoài. Được rồi, nếu như trưởng môn sư huynh đã mở lời, vậy ta sẽ không tính toán với người nữa. Ê, đừng qua đây, tay của con có độc đó. Hả? Có độc? Chuyện này Ngọc Nhi à, nếu hai vị sư thúc đã bị độc chưởng của con đả thương, con có biết cách nào để giải độc cho họ không? Nè, ấn vào nguyệt linh đài của ta, dùng nội lực hút ra ngoài. À, con nhớ ra rồi, khi mà con ở đồi Hoàng Nê đã từng giải độc cho đại ca nhị ca. Để con thử xem nha. Được, vậy con hãy thử coi sao. Ừ. Nè. Công phu hai khí nóng lạnh tương kết cũng chưa từng được quên. Đợi công phu tàn độc chứ vậy, tất nhiên không phải là công phu chính phái gì. Mày nhờ có sự liệt nội lực thâm hậu. Tính rồi. Trời ơi, phải công nhận hay quá ha. Hai vị sư đệ đã không còn đáng ngại. Các vị sư huynh, thật sự đắc tội. Đâu có gì, trẻ con gây chuyện chúng ta không cần để bụng đâu. Ngọc Nhi, còn không mau đa tạ các vị sư thúc đi. Dạ, đa tạ sư thúc. Được rồi, được rồi. Sư đệ sư muội, Ngọc Nhi bản tính lương thiện, sau này hai người phải dạy dỗ nó thật tốt nha. Ngọc Nhi, đưa đây. Đúng thật là thứ gia gia. Khách quý ở đâu tới, bao hết cả tửu lầu. Giàu có nên ngang ngược hả? Cái bài này các người có biết không? Ta nói người biết, rất nhiều người muốn đều không được. Mỗi người 20 lượng bạc. Móc tiền, móc tiền. Không mua thì làm sao? Tôn gia, tôn tánh đại danh. Tới tên của ta cũng không biết, bản lĩnh của người chắc cũng không tới đâu. Bọn ta trước giờ làm ăn ở quan ngoại, tên tuổi anh hùng hảo hán nội quan biết rất ít. Tại hạ Tiêu Đông Hạc, Phạm Nhất Phi. Người không giống Bạch Hạc, giống Quả Đen. Đổi tên đi, tên Liêu Đông nha. Chúng ta vốn không quen biết, ta kính ông đã lớn tuổi, không so đo với ông.
Ông đừng tưởng ông cầm thiên hạ đệ nhất thẻ bài thì có thể dọa được ta. Chứ, thẻ bài thiên hạ đệ nhất có là gì chứ? Nhìn cho rõ, đây là cái ta cướp về. Bây giờ ta muốn cho người mỗi người mua một cái đó. Thích bán ai thì bán, bọn ta không mua thì sao? Không được, các người nhất định phải mua. Gia gia đang thiếu chi phí. Ta có tiền rồi, có thể giúp tiểu thúy tìm thanh niên tài tuấn trong khắp thiên hạ. Các người mua cũng được, không mua cũng phải đưa tiền đây. Chúng không quen biết, ta kính ông tuổi tác đã cao, không tính toán với ông. Ông đừng tưởng cầm thẻ bài thiên hạ đệ nhất trong tay thì dọa được ta. Nghe cho rõ đây, thẻ bài thiên hạ đệ nhất rất hiếm có. Bây giờ mỗi người các người mua một tấm cho ta. Muốn bán cho ai thì bán, bọn ta không mua thì sao? Không được, các người nhất định phải mua. Gia gia thiếu ngân lượng, đợi gia gia kiếm đủ ngân lượng sẽ có thể giúp tiểu thúy tìm tất cả thiếu niên anh tài trên thiên hạ. Các người muốn mua thì mua, không mua thì đưa tiền cho ta. Ha. Nghe khẩu khí của lão tiền bối đây, có phải là người của Trường Lạc Bang không? Trường Lạc Bang có đáng gì chứ? Ngươi không quen biết ta, nhưng ta lại quen biết các ngươi. Quan Đông Tứ Hiệp đúng không? Thật không ngờ, cũng biết bọn ta là Quan Đông Tứ Hiệp. Tại hạ trưởng môn Thanh Long Môn, Cẩm Châu Phong Lương. Khoái Đao Môn Lã Chính Bình. Giang Mã Trang Chủ, Cao Tam Lương Tử. Ngươi là môn hạ của Tú Châu Thanh Long Môn, quấn một sợi dây cửu tiết Nguyễn Tiên, ngang nhiên ngạo mạn xông tới Trung Nguyên. Đúng là không biết an phận mà. Ta thật không ngờ, danh hiệu của Thanh Long Môn bọn ta, ngay khi đến Trung Nguyên cũng có người biết đến. Dám hỏi tung tính đại danh của lão tiền bối. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Cửu tiết tiên này vô cùng quyền diệu, ví như rồng trong các loại binh khí. Bất kể đao kiếm búa thương đều không địch nổi, bách chiến bách thắng. Tức chết ta mà. Không biết tiền bối cớ gì tức giận vậy? Gia gia ngươi nhìn thấy người ta khua đao múa kiếm đều không tức giận, nhưng nhắc tới cửu tiết tiên lại vô cùng tức giận. Đường xa Bành thị huynh đệ giỏi dùng cửu tiết tiên, gia gia năm ngoái cũng đi xử lý hắn rồi. Tứ Xuyên có một tên võ quan hội chương dùng cửu tiết tiên, gia gia cũng đánh hắn một trận đầu nát như tương. Phượng Dương An Quy có một nữ tử dùng cửu tiết tiên, nhưng gia gia không giết nữ nhân, chỉ còn cách chặt tay cô ta. Từ đó cô ta không còn dùng thứ vũ khí đó nữa. Nói khoác. Phong Lương ta chưa từng đến Trung Nguyên, vốn dĩ với ông không hề quen biết, càng không thù không oán. Không biết lão tiền bối đây, tại sao đối với những người sử dụng cửu tiết tiên căm hận đến vậy chứ? Ăn nói hồ đồ. Lão gia gia ta sao lại căm hận những người sử dụng cửu tiết tiên được chứ? Thì ra ông ta cũng sử dụng cửu tiết tiên. Nhà đầu ngươi học võ công chưa tới 3 phần mà lại dám sử dụng cửu tiết tiên đánh với ta sao? Đánh tới cuối cùng không nằm ngửa cũng nằm sấp. Trước nay chưa từng có kẻ nào có đường về. Thực ra ta từ lâu đã nghe danh tiếng các ngươi, Quan Đông, Cẩm Châu, Thanh Long Môn. Tổ tiên 7 đời 8 đời nhà ngươi đều sử dụng cửu tiết tiên. Gia gia sớm đã muốn xử lý sạch sẽ nhà ngươi rồi. Ông chỉ là Quan Đông quá lạnh, gia gia cũng lười vượt xa xôi ngàn dặm tới giết người. Đúng lúc gặp được tiểu tử eo quấn cửu tiết tiên ngươi ngông nghênh tới Trung Nguyên. Tốt lắm, tốt lắm. Còn không mau đem cửu tiết tiên ra đây. Mai cho lão già ông sử dụng không phải là đơn đâu. Ta dùng đơn đao thì sao? Ta cũng dùng chính là đơn đao. Thối ngang ngược của ông. Lẽ nào tất cả những kẻ dùng đơn đao trên thiên hạ đều giết sạch sao? Cho dù ông giết được ta, những kẻ sử dụng đơn đao trên thiên hạ có 100,000, ông giết hết được không? Ta giết không hết thì đã sao chứ? Ý trời, không được. Không được, không được, không được, tức chết. Tức chết rồi. Gia gia ta gọi là nhất nhật bất qua tứ. Ông ta là Đinh Bất Tứ. Không sai, ta chính là Đinh Bất Tứ. Gia gia tâm trạng hôm nay tốt. Tên tiểu tử dùng cửu tiết tiên nhà ngươi và 3 người còn lại, mau ngoan ngoãn khấu đầu 10 cái với gia gia ta, gọi 3 tiếng gia gia tốt, ta sẽ không giết cả ngươi. Cấm miệng, Đinh Bất Tứ. Ông đừng ở đây ăn nói lời điên khùng, vô cớ sinh sự, đúng là không biết tự lượng sức. Quan Đông Tứ Hiệp bọn ta và Đinh lão gia tử ngày trước không có thù, sau này không có oán, cớ gì hạ nhục? Rốt cuộc là tại vì sao? Xem ra Đinh lão gia tử hôm nay muốn so tài với bọn ta rồi. Vậy thì xin mời. 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 Trời ơi, Đinh gia gia thật là thiệt tình. Ha!
Đinh Bất Tứ, xuất chiêu đi. Người đúng là tên múa rìu qua mắt thợ mà. Đúng là không biết xấu hổ. Hôm nay ta sẽ cho ông nếm thử sự lợi hại của Phong Lương Gia Gia. Giải. Giải. Cậu tập chúng là nói vậy. Tứ gia gia phát hiện huynh rồi. Huynh lo chuyện bao đồng làm gì? Này, coi chừng ông ấy đánh vào của hông đó. Ý trời. Tên cậu tập chúng nào muốn phá hỏng chuyện tốt của gia gia, có gan thì ra đây đấu dài trong trận với gia gia ta đi. Không được, huynh phải ra đó thôi. Nếu không ra sẽ có người mất mạng. Ê, mặc kệ họ. Chúng ta lần này không phải nói trước rồi hay sao? Chỉ ra ngoài đi chơi thôi. Không được, lần này muội nghe lời huynh. Nếu không thì huynh sẽ không đi với muội nữa. Nè. Tứ gia gia, đừng đánh nữa. Các người đừng đánh nữa mà. Tứ gia gia, là con. Tên bánh chừng lớn người. Ta còn tưởng kẻ nào phá đám chuyện tốt của ta. Thì ra là ngươi sao? Tránh ra. Ta phải dạy đám tiểu bối này mới được. Còn không tránh ra. Tránh ra. Tứ gia gia, chúng ta đừng đánh nhau nữa. Người xem, toàn thân của người á, chỗ nào cũng sơ hở. Tứ gia gia, hay là vậy đi, người nghỉ ngơi một lát, lát nữa chúng ta đánh sao? Lẽ nào lại như vậy? Bánh chừng lớn, mau thả ra. Tứ gia gia, người muốn nói sao? Con cho người. Tứ gia gia, tình cẩu tập chủng nhà ngươi, kêu ngươi thả tay thì ngươi thả thật sao? Là người kêu con thả tay mà, con đâu cố ý đâu. Ngươi có sao không vậy? Tình cẩu tập chủng nhà ngươi, lần sau để ta gặp ngươi nhất định giáo huấn ngươi một trận, còn phải tính sổ luôn với các ngươi nữa. Xem như các ngươi may mắn. Đa tạ thiếu hiệp.
Đa tạ thiếu hiệp. Quá khen rồi, quá khen rồi. Thiếu hiệp Trượng Nghĩa, xin hỏi quý tánh đại danh của thiếu hiệp. Không dám. Chỉ là chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Tại hạ họ Thạch tên Thạch thiếu hiệp. Sau này nếu Thạch thiếu hiệp có việc cần, Quan Đông tứ hiệp bọn ta cho dù nước sôi lửa bỏng quyết không từ nan. Mọi người đều là nhất mạch võ lâm, cho nên tương trợ lẫn nhau. Nếu như các vị khách khí như vậy, ngược lại khiến ta cảm thấy đôi phần hổ thẹn. Có duyên kết bằng hữu với vị anh hùng như Thạch thiếu hiệp đây, đúng là vinh hạnh của bọn ta. Vốn dĩ phải thỉnh giáo Thạch thiếu hiệp nhiều hơn, nỗi khổ bọn ta đã có hẹn trước, chỉ còn cách cáo từ tại đây. Xin mời các vị. Sau này gặp lại. Sau này gặp lại. Mời. Nhìn cái vẻ khi bị trách phạt của các ngươi coi, một tên bạch dạng kiếm cỏn con đã đánh cho các ngươi thành bộ dạng này, hả? Còn làm ăn được cái gì nữa? Không báo được chủ. Nói. Bạch dạng kiếm vô công cao cường, nếu tiếp tục cầm cự như vậy, chỉ sợ bất lợi cho bổn quan. Mau đi báo với bối tiên sinh. Còn nữa, phải thêm người canh giữ bọn đệ tử Tuyết Sơn bị nhốt, tuyệt đối không được sơ sót. Đi mau. Dạ, thuộc hạ sẽ đi ngay. Lấy lại tinh thần đi. Không phải, Đinh Đan à, muội nghe ta giải thích đi mà. Cái này không phải cho muội. Đinh Đan, muội dừng lại. Ta giải thích với muội, cái này không phải cho muội đâu, trả lại cho huynh đi. Huynh không phải cho muội, vậy thì huynh định cho ai? Dù sao cũng không phải cho muội. Sao muội không chịu nói lý lẽ, tùy tiện dứt đồ của người ta vậy? Đã không phải là đồ của muội, tại sao muội lại không được dứt? Từ lúc nào huynh lại trở nên keo kiệt như vậy? Nói. Không nói thì đừng trách bọn ta không khách khí. Không hay rồi, không hay. Có người đang cãi nhau. Mau lên, mau lên. Mối mổ tôi chẳng tài cán gì, nhưng trên giang hồ cũng xem như có một chút tiếng tăm. Các người khăng khăng cứ nói ta nói dối, vậy thì ta sẽ nói dối tới cùng vậy. Kẻ hại chết Tư Đồ đại ca chắc chắn là tên họ Bối nhà ngươi. Bọn ta đã đến Trung Nguyên, chính vì đến để báo thù cho Tư Đồ đại ca thì đã chẳng mong sống sót trở về. Ông Nam Tử Hán đại trượng phu dám làm dám chịu, mà nói rõ ràng cho ta, Tư Đồ đại ca rốt cuộc còn sống hay đã chết? Bối hai thập ta đã ôm bệnh nhiều năm nay, hại ta chết cũng không được, sống cũng không yên, sống trên đời này còn có ý nghĩa gì? Cao Tam nương tử nếu muốn giết ta, cứ việc động thủ đi. Hay cho ngươi cũng mang danh nghĩa võ lâm là giở trò vô lại này với lão nương. Ngươi không nói cũng được, gọi tên tiểu tử họ Thạch đó ra đây cho ta. Lão nương đích thân hỏi hắn. Đây không phải bằng hữu tốt của huynh sao? Cao Tâm nương tử, thật không dám giấu, ban chủ bọn ta thật sự rất thích phụ nữ, nhưng mà người chỉ thích những tiểu muội trẻ trung xinh đẹp, ôn hòa nhã nhặn mà thôi. Người trên khắp thiên hạ đều biết huynh rất thích các cô nương xinh đẹp. Huynh đâu có thích cô nương xinh đẹp. Nhưng mà cô hơn nửa tuổi đời, nói gì đến thước tha yếu điệu. Vô lại. Bao. Các vị, bổn ban có chuyện gấp, thất lễ rồi, cáo từ. Bổn tiên sinh dừng bước. Tư Đồ đại ca vẫn còn chưa rõ tung tích, nhất định phải truy cứu tới cùng. Bọn ta dù thịt nát xương tan cũng không hối tiếc. Trường Lạc Bang các người có phải sợ rồi không? Mau ở lại hết. Đừng đánh nhau nữa. Đừng đánh. Các người không phải muốn gặp ta sao? Bây giờ gặp là được rồi. Tham kiến ban chủ. Tham kiến ban chủ. Đứng dậy hết đi, đứng dậy hết. Tạ ban chủ. Thạch Ân Công, cậu chính là tân ban chủ của Trường Lạc Bang. Bối tiên sinh, đây đều là những gì bằng hữu ta mới kết giao. Mọi người tuyệt đối đừng có đánh nhau. Được rồi, nếu bây giờ đã có ban chủ trì đại cục, vậy thì còn gì bằng chứ. Bọn ta nghe lời đồn đại, nói Tư Đồ đại ca bị kẻ khác hãm hại, nhưng thật không ngờ Thạch Ân Công lại chính là tân ban chủ của Trường Lạc Bang. Thạch ban chủ hào hiệp trượng nghĩa, nhất định không làm những chuyện xấu xa hổ thẹn với Tư Đồ đại ca. Nhưng thật sự không biết Tư Đồ đại ca rốt cuộc hiện đang ở đâu.
Bối tiên sinh, người mà bọn họ nói đến... Ban chủ, xin ban chủ thứ tội. Chuyện này thuộc hạ chưa từng nhắc qua với ban chủ. Tứ đồ lão ban chủ đã ẩn cư thâm sơn, không tiếp người ngoài, cho nên mới xảy ra chuyện hiểu lầm như hôm nay. Thạch anh hùng, vừa rồi tại hạ nói năng vô lễ, đắc tội bối tiên sinh, kính mong bối tiên sinh thứ lỗi. Nhưng mà tứ đồ đại ca và bọn ta có giao tình gắn bó, lần này tới được Trung Nguyên, bọn ta muốn được gặp huynh ấy một lần. Vẫn mong Thạch anh hùng tác thành tâm nguyện, tư đồ đại ca không tiếp người ngoài, nhưng bọn ta không phải người ngoài. Bối tiên sinh, không biết chị tư đồ đại ca này... Ban chủ à, chuyện này kể ra dài dòng. Như vậy đi, mời bốn vị tới trường Lạc Bang nghỉ ngơi uống rượu trước. Ban chủ thấy như vậy có được không? Được. Ê, huynh... Tình Ninh đang đang không sao đâu. Bạch Giang Kiếm, ngươi cũng to gan thật. Một mình lại dám xông vào trường Lạc Bang, ta thấy ngươi không muốn sống nữa rồi. Bớt nói nhiều lời đi. Họ đều cái sư huynh đệ đồng môn của ta, thả hết ra. Đừng hòng bắt hắn cho ta. Đại hiệp, Tiếng Tâm đại hiệp quy trấn giang hồ, đến trường Lạc Bang ta, không biết là có chuyện gì đây. Hôm nay Túy Sơn phái bọn ta tới, hy vọng ông có thể thả hết tất cả các sư huynh đệ bổn bang, đồng thời giao vị ban chủ này cho bọn ta dẫn đi. Túy Sơn phái, ta chưa từng học nghệ ở Túy Sơn phái. Ngươi còn không giận? Hay cho phụ mẫu của ngươi hành hiệp trượng nghĩa, lại sinh ra một tên nghịch tử giống như ngươi, đại nghịch bất đạo, trời đất không dung. Bạch huynh dừng tay. Tại hạ trang chủ Quan Đông Vàng Mã Trang, Cao Tam Nương Tử. Bạch anh hùng, liệu ngài có thể nể mặt ta tạm thời thu binh đao của mình có được hay không? Bọn ta bất tài, nhưng có thể đứng ra làm chứng, đứng giữa hòa giải đôi bên. Đúng vậy, có chuyện gì từ từ nói, không ngại thì mời vào trong uống chén rượu. Mẹ đường chủ. Có. Mời mọi người vào trong đi. Dạ. Các ngươi ở đây chờ ta. Rõ. Dạ. Ê, bà chủ. Đường chủ. Có. Mời hết mọi người vào trong đi. Rõ. Các ngươi ở đây đợi ta. Rõ. Ê. Hả? Bà chủ. Phong vạn lý ta không bảo vệ được Tuyết Sơn phái, gây nên đại họa tày trời. Để mấy vị sư thúc lợi dụng sơ hở, dẫn đến Tuyết Sơn phái chúng ta nội loạn, tội đáng muôn chết. Các vị ai muốn giết sư phụ ta, vậy thì giết ta rồi hẳn nói. Ngươi là cái thá gì? Phong vạn lý, bệnh hay quên của ngươi thật là nặng. Chẳng lẽ ngươi đã quên cánh tay của ngươi là bị ai chém rớt sao? Là sư phụ. Đó là vì Phong Vạn Lý ta không biết dạy dỗ đồ đệ, tội khó tha thứ. Phong Vạn Lý, đệ tử trưởng môn các ngươi ai cũng võ công cao cường, thân mang tuyệt kỹ,
Chúng ta tuyệt đối không thể để người sống. Người đâu? Bắt lấy nó. Trời đã. Các ngươi không cần bị kẻ có âm mưu lợi dụng. Lương sư thúc, Tề sư thúc, Thành sư thúc, các ngươi lại để cho Liêu sư thúc hoành hành như vậy sao? Chi thứ tư nếu như giết hết đệ tử trưởng môn thì sẽ tới phiên chi thứ hai, thứ ba và thứ năm các người đó. Giết hết cho ta. Thật tốt quá, dùng sức mạnh từng người từng người đều bị đánh chết tầm như vậy. Rất tốt, rất tốt đó. Đại ca, nhị ca sao tới đây vậy? Rất tốt, rất tốt, rất tốt đó. Khó trách võ công của phái Tuyết Sơn lừng danh thiên hạ, khiến phái khác theo không kịp. Thì ra quý phái bình thường lúc tập luyện võ công, nhưng mà thật chém, thật giết, nghiêm túc như vậy, khó được bội phục. Trưởng môn đâu? Tiếp hiệp khách lên đi. Tam sư huynh, huynh lớn tuổi nhất, đương nhiên nên tiếp nhận chức vụ trưởng môn. Võ công của đệ mới là cao nhất, lần này cũng là đệ ra sức nhiều nhất. Đệ tử dưới trướng của đệ cũng là nhân tài đông đúc, vẫn là đệ tiếp nhận đi. Tại vì trưởng môn vốn là của đại sư huynh, nếu đại sư huynh không làm thì đương nhiên là của nhị sư huynh, có gì mà phải tranh giành chứ. Giữa bốn người chúng ta, nói về đa mưu túc trí, ngũ sư đệ mới là tốt nhất. Các huynh đều là sư huynh, các huynh đều không muốn làm, chứ trưởng môn này ta càng làm không được. Thật là thú vị. Ta nói mấy người các ngươi cũng đừng tranh cãi nữa. Thật ra thì ta có một chủ ý này. Mấy người các ngươi hãy dùng võ công phân thắng bại đi. Ta nghĩ không tới một canh giờ thì thắng bại sẽ rõ thôi. Hả? Tới lúc đó ai mà thắng, người đó chính là trưởng môn của phái Tuyết Sơn. Thấy sao hả? Chuyện này tính sao bây giờ? Chuyện này ta chính là trưởng môn, ngươi hãy đưa lệnh bài cho ta. Không sai, thoạt nhìn ngươi rất có khí độ của một vị trưởng môn, xem như một anh hùng hảo hán. Nhưng mà khối lệnh bài này của ta vẫn không thể đưa ngươi được. Vừa rồi ta đã nói qua, đây chính là lấy công phu luận trưởng môn. Như vậy, vô luận bối phận lớn nhỏ, mỗi người đều có thể giành lấy. Bạch phu nhân kìa, bạch phu nhân. Bạch phu nhân, phu nhân tới rồi. Bạch phu nhân, Bạch phu nhân tới rồi. Là bạch phu nhân. Bạch phu nhân. Đúng rồi. Ta là chủ môn nhân phái Tuyết Sơn. Tham kiến sư nương. Đứa trẻ ngoan, đứng lên đi. Ta đã nghe thấy những lời ngươi nói rồi. Không nghĩ tới vị tiểu huynh đệ giả mạo ban chủ Trường Lạc Bang này lại trở lại phái Tuyết Sơn. Thú vị, thú vị, thật là thú vị đó. Lão Tứ, để nhìn vị tiểu huynh đệ này cùng tam đệ của chúng ta thật sự là cực kỳ giống nhau. Cách nói năng thì rất ngọt, gian xảo đáng khinh. Chỗ nào có cô nương xinh đẹp liền tới chỗ đó. Các vị, ta hỏi các ngươi, tại sao lại đem lão đầu của ta nhốt lại? Bạch phu nhân, trưởng môn sư huynh rất cuồng vọng tự đại, tùy tiện tổn thương đệ tử. Trên tay huynh ấy đã có hơn 10 người bị đả thương rồi. Lúc trước là giảng kiếm hạ lệnh đem huynh ấy nhốt lại. Từ khi A Tú nhảy giật, bạch phu nhân đi rồi, tính tình của trưởng môn sư huynh càng ngày càng ngang ngược. Huynh ấy đối với các đệ tử vừa đánh vừa mắng, mọi người đều chịu ơn nghĩa của sư môn, không dám có dị nghị. Nhưng mà không ngờ là A Tú cô nương vẫn còn sống. Đấy, thật sự là một việc may mắn mà.
Thật xin lỗi, là lúc đó con ham chơi chạy đi ra ngoài. Bạch phu nhân, đây cũng không phải gì ghê gớm nhất đâu. Cho tới nửa tháng trước bỗng có lời đồn là... Lời đồn gì vậy? Nghe nói bạch phu nhân người đã đi đảo Bích La trưởng môn sư huynh. Từ đây đầu óc cũng không minh mẫn nữa, suốt ngày cứ kêu tiểu thúy mà không thể đi đảo Bích La được. Sau đó thì sao? Sau đó trưởng môn sư huynh mỗi ngày cứ nói hoài là bà ấy có phải đi đảo Bích La rồi không. Bọn họ có phải tình cũ lại trái, tơ lòng còn dương vấn. Toàn là bậy bạ. Cho dù trưởng môn sư huynh của các ngươi thấy lợi túi mắt, làm sát vô tội, các ngươi cũng có thể phế đi võ công đem ông ấy nhốt lại. Nhưng còn giàn kiếp con ta thì sao? Các ngươi đã đem giấu nó ở chỗ nào? Còn nữa, lúc ta với A Tú trở lại Tuyết Sơn, các ngươi lại muốn giết luôn bọn ta. Ta thấy các ngươi không phải là vì giữ gìn phái Tuyết Sơn, mà là muốn xoán quyền đoạt gì đó. Liêu sư thúc, người đem chữ ngôn cùng với những đệ tử khác đều giam giữ ở đâu rồi? Nói vậy, vị bà này là Bạch lão phu nhân rồi. Thất kính, thất kính, thất kính rồi. Các vị đệ tử này của bà đã để mắt tới chức trưởng môn của Bạch lão anh hùng, đang định tỉ thí võ công để giành lấy nó. Chúng ta hãy để cho bọn họ bắt đầu đi. Chuyện này sao các người còn chưa đánh đi? Còn chờ cái gì nữa? Không đánh nữa, không đánh nữa. Chúng ta dù đi khắp thiên hạ, nhưng mà luận võ xuất sắc như vậy cũng là khó gặp một lần. Người ta luận võ đều là tranh thắng, bọn họ thì lại muốn tranh thua. Cũng khó trách loại võ công như Tuyết Sơn kiếm pháp này vô địch thiên hạ, quả nhiên là thật không giống người thường. Quả nhiên là không giống với người thường. Được rồi, được rồi, các ngươi đừng giả vờ nữa. Vậy mà tự xưng kiếm pháp phái Tuyết Sơn hả? Mấy chiêu gà mờ nham hiểm này của các ngươi thật sự là mất hết mặt của Lăng Tiêu Thành rồi. Từng người, lúc muốn đoạt vị thì có gan lắm, lúc thật sự đánh nhau rồi cái gì cũng không được hả? Bánh chừng lớn hả? Nào, con dùng kim ô đao pháp của ta chặt bỏ cánh tay của mấy người này hết đi cho ta. Không nên vậy đâu. Mau đi. Cẩn thận một chút. Lão tứ, thì ra vị này lại là tam đệ của chúng ta. Nhìn thấy rồi chứ hả? Người này là đồ đệ của ta, kim ô đao phái đại đệ tử, họ kép Cẩu Tạp, tên một chữ là Chúng. Cẩu Tạp Chúng. Được rồi, bây giờ các ngươi mỗi người đều bị đồ đệ của ta đánh bại. Các ngươi nói rồi, thua rồi thì phải phục. Mau lập nó làm trưởng môn. Hả? Con... Chuyện này có phục hay không? Bà thôi được rồi, được rồi, con không mau tới tham kiến tân trưởng môn của các ngươi. Tham kiến tân trưởng môn. Tham kiến tân trưởng môn.
Mau đứng lên đi, đừng đứng lên đi mà. Đợi đã. A Tú rồi, đúng là con thật rồi. Cha, không phải con đã nhảy xuống vực hay sao? Cha cứ nghĩ là sẽ không được gặp con nữa. Cha là con gái bất hiếu, vì con quá tham chơi chạy ra ngoài nên mới. Con thật ra đã chạy tới chỗ nào vậy? Cha còn tưởng là sẽ không được nhìn thấy con thêm lần nữa. Con quá tùy tiện rồi, con có biết hay không vậy? Nếu không phải bởi vì tên tiểu tử này, con cũng đã không nhảy xuống vực rồi. Phải. Được rồi, việc lớn trước mặt, ở đó khóc lóc cái gì vậy? Tiểu tử thối, nợ cũng của hai chúng ta, sau này sẽ tính tiếp vậy. Con á. Mẹ, người đã trở về thật rồi, người có biết là con vẫn luôn tìm người hay không? Có phải là con nghĩ là ta chết rồi không hả? Mẹ, mẹ nghe con nói đi. Con còn có mặt mũi nói với ta? Lão đầu đã bị người ta nhốt lại rồi, tên chết tiệt là con thì cái gì cũng không biết. Phái Tuyết Sơn được xưng thiên hạ đệ nhất, ta xem cơ bản chỉ là kẻ điên. Thôi thì đổi tên thành phái kẻ điên cho rồi. Mẹ, không phải dẫu con của con không tốt, con chỉ là bị bọn họ ám toán. Lúc ý này miệng. Bị đồng môn sư huynh ám toán, con còn có mặt mũi nói sao? Mẹ trở lại rồi, đã nhìn thấy cha chưa? Thật là buồn cười mà. Con ở phái Tuyết Sơn cùng một chỗ với cha của con, con còn tới hỏi ta đã thấy cha của con chưa? Đúng là lão già điên dạy ra thằng nhóc điên mà. Bốn vị, có thể nào nói cho ta biết các người nhốt lão già điên của ta vào chỗ nào rồi hay không? Bạch phu nhân, đại sư huynh tính tình táo bạo, tùy ý giết người. Giảng kiếm đem huynh ấy nhốt ở địa lao, bọn ta cũng không đụng vào huynh đấy. Vậy thì ngươi có biết võ công của ta là thiên hạ đệ nhất không? Xem ra cũng có thể yên tâm là cha vẫn an toàn rồi. Tốt, tốt là chuyện tốt. Cái lão già điên này từ sáng tới tối ra vẻ thanh cao, cảm thấy bản thân là thiên hạ đệ nhất không ai bì nổi. Chuyện tốt, chuyện tốt. Các người giúp ông ấy chịu đựng chút giáo huấn rất tốt. Vậy thì rốt cuộc là vị nào mới là trưởng môn của phái kẻ điên đây? Cấm miệng. Ai cho người gọi phái kẻ điên vậy? Ta đang dạy dỗ phu quân cùng với con trai của ta, còn các người nhà ta nữa. Ta có thể gọi phái kẻ điên, ngươi thì không. Nhớ kỹ, là phái Tuyết Sơn. Rất tốt, rất tốt, rất tốt đó. Là ta lỡ lời, còn mong bạch lão phu nhân thứ tội cho. Như vậy xin hỏi, rốt cuộc là vị nào mới là chủ môn của phái Tuyết Sơn đây? Ta vừa mới nói rồi, tân chủ môn phái Tuyết Sơn là dùng gió công để định đoạt, mà thiếu niên này đã đánh bại tứ đại trưởng lão phái Tuyết Sơn, vậy cho nên là
Nó chính là tân nhiệm trưởng môn tiếp theo của phái Tuyết Sơn. Mẹ, sao người lại hồ đồ như vậy? Chức trưởng môn của Tuyết Sơn phái sao lại để cho người ngoài đảm nhận được chứ? Ta đã nói rồi, lấy võ luận anh hùng. Thế nào, con cũng muốn tỉ thí sao? Được rồi, được rồi. Đồ nhi, ta cũng muốn xem thử đồ đệ của lão già điên lợi hại hay là đồ đệ của ta lợi hại. Bà, như vậy không được đâu. Lão chết tiệt, võ công thật sự rất là bình thường. Đao pháp của chúng ta thật sự lợi hại hơn họ rất nhiều. Phải đánh thật sao? Ta nói con biết, nếu như con để thua thì hãy cút đi cho thật xa. Đời này đừng có hòng nhìn thấy A Tú nữa. Còn con nữa, nếu như con thua rồi, con gái con phải gả cho tên tiểu tử này. Mẹ, sao người lại có thể hồ đồ như vậy? A Tú làm sao có thể tùy ý gả cho người ngoài như vậy được chứ? Được rồi, các người không cần nói việc nhà nữa. Hai người các ngươi mau chóng đánh một trận đi, phân rõ thắng bại để định ra tân trưởng môn. Được rồi, ta đồng ý. Nào, bắt đầu đi. Và bánh trưng lớn đã đánh hòa nhau rồi. Được rồi, ta thấy bên trong phái Tuyết Sơn võ công không có người nào có thể thắng được tam đệ của ta. Để cho nó làm trưởng môn, mọi người có cảm thấy phục không? Rất tốt đó. Chúc mừng tam đệ đã lên làm tân trưởng môn của phái Tuyết Sơn. Như vậy, đệ hãy mau nhận lấy lệnh bài này luôn đi nha. Chờ đó, ta đã nói chức vị trưởng môn của phái Tuyết Sơn là dùng võ công định đoạt. Bây giờ đồ đệ ta rất giỏi, con đã đoạt được chức vị trưởng môn, nhưng mà khi lão già đi nhà ta còn làm trưởng môn đã thực sự rất là uy phong ha, thường xuyên không ai bị nổi. Di sư cũng muốn thử xem đồ nhi đem chức vị trưởng môn nhường cho ta được không? Sao vậy, con không chịu sao? Chẳng lẽ hai chúng ta cũng cần phải tỉ thí? Không dám Như thế nào các vị? Ta là trưởng môn của phái Tuyết Sơn, không có người không phục chứ. Hai vị tân nhiệm trưởng môn phái Tuyết Sơn, Bạch Môn Sử Thị, cảm ơn thịnh tình của quý đạo. Mùng 8 tháng chạp sẽ đúng giờ phó ước. Bạch lão phu nhân, cho dù bây giờ đưa khối lệnh bài này cho bà, nhưng mà ngày sau bạch lão anh hùng quay lại
cũng sẽ đoạt trở lại thôi. Đây là chuyện nhà của ta, không cần ngươi lo giùm. Rất tốt, rất tốt, rất tốt đó. Dù sao thì người nào võ công cao hơn, người đó lên đảo là được rồi. Vậy chúng ta trước tiên xin cáo từ. Rất tốt, rất tốt, rất tốt đó. Bái kiến sư nương. Sư nương, mọi người phạm thượng tác loạn, ngỗ nghịch lại sư phụ là tội chết vạn lần. Nhưng mà trong đó quả thật là cũng có nỗi khổ riêng. Phong Vạn Lý, bây giờ còn không có tới lúc để người làm người tốt đâu. Sư nương, sư phụ từ khi người đi rồi, tính tình trở nên càng ngày càng kém. Chúc con cho dù là đệ tử của chủ môn cũng không dám dễ dàng nói chuyện cùng sư phụ, sợ nói sai một câu thì sẽ bị... Sư nương, con cùng sư đệ sư muội tìm đại phu xem bệnh cho sư phụ. Nhưng mà ai ngờ tới một lời không hợp, sư phụ liền giết chết đại phu đó luôn. Sư đệ nói rất đúng. Sư nương à, lời của chúng đệ tử đều là sự thật. Dám mong sư nương miễn tội cho mọi người, làm cho chúng đệ tử an tâm. Đúng vậy, để tránh vậy bên trong môn phái lại xảy ra tai họa giết hại lẫn nhau. Đúng vậy. Nói đúng lắm. Tốt. Việc tới nước này cũng không trách được mọi người. Kim Nhi, con hãy đi xem cha con với ta đi. Phong Vạn Lý, người mang theo Cẩu Tập Chủng đi thả phu thê Hắc Bạch Sông Kiếm ra đi, để tránh trên giang hồ cười nhạo ta không biết lễ nghi đại khách. Rõ. Tội danh của những người khác chờ sau đó rồi nói sao. Nhảy lên. Tự bối hại thần, cùng chúng đệ tử của Trường Lạc Bang tại đây bái kiến ân sư. Mong ân sư phúc thọ vô cương, thập toàn thập hỷ. Phúc thọ vô cương, thập toàn thập hỷ. Thập toàn thập hỷ, ngươi không cầu ta chết đã tốt lắm rồi. Đứng hết lên. Tạ ân sư. Sư phụ hôm nay đến đây không biết là có chuyện gì không? Món nợ trước đây hôm nay ta không tính toán với người. Cẩu Tập Chủng đâu, giao nó ra đây. Sư phụ, bái chủ chúng con thân thể không khỏe, xin đợi đệ tử hỏi cậu ấy xem có tiện gặp sư phụ hay không. Chỉ bằng sư phụ hãy đến đại sảnh nghỉ ngơi trước đi. Đại sảnh ta đây không thèm vào, khỏi làm bẩn đế vậy của ta. Hôm nay ta sẽ không giết người, giao người ra cho ta. Sư phụ à, người nói như vậy đệ tử thật sự trong lòng bất an. Thạch ban chủ là ban chủ của chúng con, sư phụ hà tất lại bắt con giao người chứ. Họ Bối kia, ông có gì mà trong lòng bất an? Nói chuyện thật lòng một chút. Ông giữ quân ấy không phải vì muốn ép quân ấy lên đảo hiệp khách ăn cháo lạp bát hay sao? Đem quân ấy ra đổi mạng cho các người. Đinh cô nương, nói chuyện cẩn thận chút. Đây là Trường Lạc Bang, không phải là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ta không có cháo lạc bát cho các ngươi ăn, còn không giao người, ta sẽ giết Trường Lạc Bát. Dừng! Xin sư phụ thủ hạ lưu tình. Sư phụ, đồ đệ không biết trời cao đất dày, đắc tội với sư phụ. Xin sư phụ đừng tức giận, đệ tử bằng lòng chịu tội. Các người nghe đây,
mối hải thành ta từ nhỏ được sư phụ thu nhận, tình như phụ tử. Hôm nay lại vì Thạch ban chủ đắc tội với sư phụ. Cho dù hôm nay sư phụ đánh chết ta, cũng là thanh lý môn hộ, không liên quan tới các ngươi. Ta làm vậy mới xứng với các huynh đệ của Trường Lạc Bang, mới xứng với đạo nghĩa giang hồ. Cũng không uổng phí sư phụ đã khổ tâm nuôi dạy. Ông Bối Hải Thạch, ông, ông đúng là một kẻ tiểu nhân ham sống sợ chết mà. Ông không xấu hổ sao? Sư phụ, đệ tử làm như vậy cũng là dạng bất đắc dĩ. Vậy ngươi rốt cuộc có chịu thả người hay không? Mời Thạch ban chủ. Dạ. Đó. Thạch ban chủ, xin mời. Ngươi muốn đưa ta đi đâu? Thạch ban chủ, hôm nay có người đến đây thăm ngươi đó. Nè, hai vị huynh đệ, ta hỏi hai người, liệu có phải đó là hai vị đại hiệp mặc y phục đen trắng không vậy? Nè, tiết lộ chút đi. Hả? Nè, ấy, đi. Buông ra coi. Huynh sao rồi? Huynh có bị thương ở đâu không? Huynh không sao đinh đang. Còn muội, muội có sao không? Không sao. Huynh mau đa tạ đại hiệp đi. Đa tạ đại hiệp. Người biết ăn nói rồi. Cậu Tập Dũng, người khỏe không? Ờ, con rất khỏe. Đi. Đi. Người đến tới sân phái bọn ta làm gì hả? Nói mau, hắc bà sông kiếm đâu luôn. Wow, lợi hại thiệt. Không thấy rồi. Thạch Trung Độc với một vị cao thủ tuyệt đỉnh tới, đã thương rất nhiều người, đã xông vào rồi. Tên tiểu tử này còn dẫn người ta giúp nữa. Được, chuẩn bị nghênh chiến. Dạ. A Tú, Thạch Trung Ngọc đánh nhau với người của chúng ta rồi, mau đi thôi. Hả? Oh!
Lão bá bá, không được tùy tiện giết người. Huynh đệ, đệ với lão bá bá tới cứu ta sao? Đệ yên tâm, bọn họ không giết ta. Ngươi là ai? Sao lại thấy một người? Các người giống nhau như vậy? Ta Cổ Tập Chủng, nếu ngươi đã là con rể của ta, phải cùng với Tuyết Sơn phái ta đối đầu với kẻ địch. Rốt cuộc hai người các ngươi ai là Cẩu Tập Chủng? Lão bá bá, con là Cẩu Tập Chủng. Lão bá bá, những ngày ở Ma Thiên Nhai thật là tốt. Chỉ có một chuyện không tốt, là người muốn dạy cho con võ công. Một lúc lạnh một lúc nóng, đến lúc mà con tỉnh lại thì không được sống những ngày yên bình nữa. Lão bá bá à, người có còn nhớ là ai giặt quần áo làm cơm cho người không? Con biết người thích ăn cơm con nấu nhất, đặc biệt là cái món con vịt ngốc. Không cần nói nữa. Rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Giả mạo Cẩu Tập Chủng, còn dùng quyền thiết lệnh để uy hiếp ta. Có tin ta một chưởng đánh chết ngươi. Tả tiền bối. Tả tiền bối. Tả tiền bối. Bối, xin hạ thủ lưu tình. Hãy tha cho đứa trẻ không biết gì, ta kêu nó khấu đầu đền tội với tiền bối. Tả mổ bị thằng nhãi lừa gạt, há chỉ khấu đầu mấy cái là xong sao? Nghe kỹ đây, không được tiếp tục nói dối. Nếu có nửa câu dối trá, ta dùng một chưởng tiễn ngươi quy thiên. Giả mạo Cẩu Tập Chủng, ngươi dùng quyền thiết lệnh của ta để uy hiếp ta, là ý của ngươi hay là ý của tên bệnh lao kia? Ta nói. Ai? Sư muội, sư muội. Mẹ, mẹ. Được rồi, ta nói, nếu ta không làm vậy, ta không có cách nào thoát khỏi Trường Lạc Bang. Được, nói tiếp. Ngươi mượn danh quyền thiết lệnh muốn ta tấn công Tuyết Sơn phái là ý của ngươi hay là ý của tên bệnh lao kia? Ngọc Nhi. Là ta. Là tiểu tử thối. Giết hắn đi. Sao ta lại sinh ra một kịch tử giống như con chứ? Sư huynh. Giết hắn đi. Các vị anh hùng, Thạch Thanh dạy con không nghiêm, tại đây xin tạ lỗi cùng các vị. Không được. Được rồi. Sự việc đã làm rõ rồi, ta muốn lấy tính mạng của hắn. Lão bá bá, không thể. Dạ phải, lão bá bá, vị huynh đệ này là con trai của phu phụ Thạch Trang chủ, đinh đinh đang đang cũng vô cùng yêu thương. Nhưng mà hành vi việc làm của hắn thực sự không tốt, thường xuyên lừa người. Khi mà làm bang chủ Trường Lạc Bang, hắn luôn hại người. Cẩu Tập Chủng, ngươi muốn ta không giết hắn, ta có thể không giết, nhưng mà lời hứa quyền thiết lệnh của chúng ta cũng lập tức thực hiện. Nói chắc một lời. Cẩu Tập Chủng, ta cứ tưởng ngươi là nhóc ăn mày bần tiện nhất trên thế gian này, quả ra ngươi là đại anh hùng trong trời đất. Ta mổ hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, thấy rất nhiều kẻ đóng giả thành cao, ra vẻ lương thiện, nhưng trước giờ chưa từng gặp một người thuần khiết chân thật như người. Quyền thiết lệnh có thể ở trong tay người là vinh hạnh cực lớn của tạ mộ. Lão bá bá, con cũng không biết người đang nói gì. Nhưng mà chuyện quyền thiết lệnh vẫn còn tính chứ? Tính chứ, đương nhiên là tính rồi. Lão bá bá, huynh đệ đó thường xuyên hại người, người đem hắn theo bên cạnh đi, đợi hắn trở nên tốt rồi mới thả hắn về. Tên tiểu tử ngốc nhà ngươi, người đang hát đoạn kịch nào vậy chứ? Lão bá bá, tấm lòng người là tốt nhất, lại dạy cho con võ công, con tin là Thạch huynh đệ ở bên cạnh người nhất định sẽ trở thành người tốt. Nói bậy nói bạ, tạ mổ trước này độc lai độc giảng, sao bên mình có thể dẫn theo một tiểu nhân bí ổi như vậy chứ? Vậy là người không giữ lời hứa. Đã hứa giúp ngươi một chuyện, ngươi muốn ta không giết hắn, không phải đã làm rồi sao? Không, lão bá bá, nếu như người không dạy hắn, hắn lại ra ngoài làm hại người, như vậy phu phụ Thạch Trang chủ còn có Đinh Đan nữa, bọn họ nhất định sẽ đau lòng lắm. Mẹ của con đã dạy con
Trước giờ không cầu xin ai, nhưng mà chuyện này vô cùng trọng đại, con cầu xin người đó. Tên tiểu tử này gian trá xảo quyệt, không được. Chuyện này ta không làm được. Ra một đề khác đi, khó hơn ta cũng làm được cho người. Người thiên hạ đều biết Ma Thiên Cư Sĩ nói được làm được, vì vậy quyền thiết lệnh mới quy chấn giang hồ. Nhưng mà sớm biết hôm nay người sẽ cự tuyệt lời thỉnh cầu, vậy người mất mạng vì quyền thiết lệnh trên giang hồ há chẳng phải chết uổng sao? Thạch Trang chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Hôm đó cẩu tập chủng có được quyền thiết lệnh của ngươi, hôm nay thỉnh cầu ngươi dạy dỗ khuyển tử, cớ sao ngươi lại cự tuyệt? Ngươi biết sinh con sao không biết dạy dỗ? Tên bất tài bại hoại môn phong này, một chưởng đánh chết là sạch sẽ nhất. Chính vì khuyển tử ngang ngược xấu xa mới cần đến nghiêm sư dạy dỗ quản thúc, đẻo gọt như cây mới thành tài. Trang chủ ngàn ngươi, tiểu tử này theo ta không đến 3 ngày, đẻo gọt thành người không ra người, ma không ra ma. Thành ca, trên giang hồ nhắc đến chủ nhân quyền thiết lệnh, người người rất bội phục. Nhưng mà hành vi làm trái lời thề này là hành vi của Ma Thiên Cư Sĩ đại danh lừng lẫy hay sao? Được. Cậu Tạp Dũng, ta mổ nửa đời còn lại bị ngươi làm cho mệt rồi đó. Lão bá bá, người đồng ý với con hả? Đồng ý với ngươi. Đa tạ lão bá bá. Cha, mẹ, con vừa gặp mặt hai người, con không muốn đi đâu. Nè huynh đệ à, đệ không cần phải sợ. Thực ra bình thường lão bá bá là giả bộ hung dữ, con người của lão bá bá là tốt nhất thiên hạ. Chỉ cần mỗi ngày đệ giặt áo, nấu cơm, xào rau cho lão bá bá ăn thì người không động tới một ngón tay của đệ đâu. Nhưng mà lão bá bá có một điểm, người ăn cơm mỗi ngày không giống nhau đâu nha. Đệ cần phải nhớ trong vòng 10 ngày đừng có làm món giống nhau là được rồi. Giặt áo nấu cơm mình sao mà biết được, chỉ không phải muốn lấy mạng người làm sao? Ấm cái gì hả? Ta Thạch Trang chủ, phu phụ hai người ngày đó ở chợ Hầu Giám cũng nhắm vào quyền thiết lệnh của ta, lẽ nào chỉ muốn để ta giúp hai người dạy con cái sao? Không dám. Thực ra chúng tôi có một kẻ thù lớn, người này đã giết chết ca ca của Ngọc Nhi. Tại hạ tìm khắp nơi mười mấy năm trời nhưng mà cũng không tìm được. Nếu như quyền thiết lệnh ở trong tay phu phụ hai người thì có ý muốn để ta giúp hai người báo thù không? Việc báo thù không dám làm phiền ngài, chỉ là tạ tiền bối thần thông quảng đại, hy vọng có thể giúp tại hạ tìm được tung tích của ả. Cũng may quyền thiết lệnh không rơi vào tay phu phụ hai người, nếu không tạ mổ thật sự cảm tạ trời đất. Cảm tạ tạ tiền bối đã giúp chúng tôi dạy dỗ con cái. Phu phụ tại hạ cảm tạ đại ơn đại đức của tạ tiền bối. Không dám nhận. Đi thôi. Mẹ à. Sư Nghĩa, Thank you.
Đinh Thái Quyền. Sớm một chút, trễ một chút cũng đâu có khác biệt gì. Đinh Thái Quyền. Tại hạ phụng mệnh đảo chủ đảo hiệp khách, đặc biệt tới đây đón các vị trưởng môn. Điều đại ca, sao lại là huynh? Nói ra dài dòng lắm. Huynh đệ, đến đảo hiệp khách rồi, ta sẽ đem những chuyện xảy ra trên đảo hiệp khách mười mấy năm nay kể hết lại cho đệ nghe. Cũng được. Để đến đảo hiệp khách lần này được chết trong tay của đại ca, bọn đệ chết cũng không hối tiếc. Người phải nhớ kỹ, đứng tấn phải vững, lưng phải căng, mắt nhìn phía trước, không được cử động. Ô. Coi ra đại hạn 10 năm lần này hào kiệt võ lâm, không ai có thể tránh được rồi. Cung nghênh hai vị trưởng môn. A Di Đà Phật. Mọi người đã tới đông vậy rồi sao? Cung nghênh bạch trưởng môn. Cung nghênh. À, ta là Cẩu Tạp Chủng. Tiểu Triệu, trong mắt ngươi không có ta hay sao? Bà bà, đã lâu không gặp. Tại hạ lần nữa nên đón các vị trưởng môn. Quý danh của người không có trong danh sách, có chỗ thất lễ, mong mà bà bỏ qua cho. Ta khinh. Chắc ngươi nghĩ mình tìm được chỗ dựa vững chắc là đảo hiệp khách, xem trời bằng dung rồi đúng không? Không dám, không dám. Tự tại huynh. À, thật không ngờ đám bằng hữu lâu năm chúng ta lại có thể gặp nhau lần cuối trên đảo hiệp khách. Đây cũng xem như là duyên phận. Lệnh thưởng thiện phạt ác với chúng ta mà nói đã là một loại thưởng thiện rồi. Ừ, bạch phu nhân, vị này là... À, nó là đại đệ tử của Kim Ô Phái, cũng là đệ tử của ta. Ừ, nó cũng là cháu rể của ta. À. Sao vậy hai vị? Một vị là người xuất gia, một vị lại là người học đạo, lại phàm tục vậy sao? Kẻ nào dám nói cháu rể của ta thì không thể làm đại đồ đệ của ta. À, tội lỗi, là bần đạo suy nghĩ quá nhiều rồi. Có điều Kim Mô Phái này thứ lỗi bần đạo chưa từng nghe qua. Chuyện đó tất nhiên rồi. Ta lúc cảm thấy vô vị đã tự lập môn phái, tất nhiên chưa từng nghe qua. À, A Di Đà Phật. Cậu Tạp Chủng, bái kiến hai vị đại sư. À, tại hạ Cẩu Tạp Chủng. Tiểu huynh đệ, cậu thật biết nói đùa. Đã đến lúc này rồi ai nói đùa với ông. Tên nó là Cẩu Tạp Chủng, họ là Cẩu Tạp, tên chỉ một chữ Chủng, Cẩu Tạp Chủng. A Di Đà Phật. Đạo huynh là Dân Môn, lão nạp là Thượng Nguyên, tiểu thi chủ là Cẩu Tạp Chủng. Đây không phải là ba cái xác hay sao? Cậu là chúng sinh, Tạp Chủng là chúng sinh, chúng ta đều là chúng sinh. Hoàn cảnh chúng ta lúc này sao còn phân biệt cao sang đê hèn? À, đúng vậy. Ta tên Tự Tại,
ta có thật sự được tự tại như cẩu tạp chủng không? Này, bọn họ đang nói chuyện gì vậy? Bọn họ đang khen tên của huynh đạt rất hay. Đa tạ địa sư. Ê, hình như cũng có người nói tên của ta hay rồi. Tên của ta là mẹ ta đặt cho. Người lúc nãy nói tên của ta hay, vậy cũng chính là khen mẹ ta rồi. A-di-đà Phật. Lĩnh đường lĩnh ngộ thấu đáo, mộc mạc chất phát, quả thật khó ai sánh bằng được. Ý của người là mẹ ta rất lợi hại hả? A-di-đà Phật. Chuyện này sao lại học trò vẫn còn hai cuốn sách Thất Lạc chưa đọc hết, không muốn sống tiếp uổng phí tại đây. Không biết trên thuyền này còn chỗ nào đọc sách được không? tất nhiên rồi. Trên thuyền có một thư phòng, bút mực giấy nghiêng tất nhiên đều đầy đủ. Lấy môn tiên sinh, xin mời. Được vậy thì tốt, đa tạ. Cậu ta lên rồi, vậy chúng ta cũng lên. Đúng vậy, cậu ta chúng ta đi thôi. Đi thôi. Chúng ta đi lên thuyền thôi. Lên thuyền đi. Bảo trọng, nhớ bảo trọng đó. Sư phụ nhớ bảo trọng. Nhớ bảo trọng nha. Sư phụ bảo trọng nha. Sư phụ nhớ bảo trọng. Bảo trọng. Sư huynh nhớ bảo trọng. Bảo trọng nha. Nhất định trở về đó. Bảo trọng. Nhớ bảo trọng đó. Rất tốt đó. Đinh Tam Gia, chỉ e lệnh bài này của ông là đồ giả thôi. Sao có thể là giả được? Nếu thật sự là giả thì cũng là các người làm thôi. Hơn nữa, ai rảnh rỗi tới mức tự làm lệnh bài giả để chịu chết chứ? Ông mau quay về đi. Ta xem lệnh bài của ngươi. Ông làm gì vậy? Lần này là thật rồi. Bây giờ phải làm sao? Không quan trọng. Nữ hiệp, xin mời. Ê, lão tứ, lão tam thật đúng lúc gì vậy? Mau đưa lên bài cho ta, họ nói của ta là giả kìa. Cái tên ốm kia nói đó. Làm sao để phải đưa lên bài cho huynh? Là vì ta là đại ca, chỉ có lão đại mới đủ tư cách ăn cháo lạp bát. Để đừng nhiều lời, đưa mau đi. Dơ dẫn, học bất phân trước sau, kẻ nào hơn làm thầy. Bản lĩnh của đệ hơn huynh, ai có bản lĩnh mới đủ tư cách chứ? Đệ nói cũng đúng. Ai có bản lĩnh mới đủ tư cách, có đúng không? Bản lĩnh của ta còn cao hơn đệ. Chuyện này có ai mà không biết? Nói bậy. Lão tam, huynh hơn đệ chỗ nào? Hơn chỗ không biết xấu hổ, lại còn không biết thân biết phận. Huynh thử hỏi lòng mình đi. Võ công không ra gì, đến trẻ con cũng biết. Được, vậy đệ mau theo ta. Ê, chờ đã. Ê, chờ đã. Dừng lại. Chờ đã, hay dừng lại. Ê, nè, ngươi là Trương Tam hả? Ngươi là Lý Tứ hả? Nè, ta chỉ muốn hỏi các ngươi nè, trong hai người ai lớn hơn? Huynh ấy lớn. Vậy hai người các ngươi ai là người định đoạt? Huynh ấy định đoạt. Là hắn định đoạt. Ê, như vậy là được rồi. Trên đời này thứ gì cũng có đạo lý. Ta là lão đại,
tất nhiên là do ta định đoạt rồi. Huynh nói không sai. Lão Tam lớn, lão Tư nhỏ, có điều tình cảnh trong nhà chúng ta lại khác. Huynh tên Bất Tam, huynh không phải lão Tam, cũng không phải lão Đại, cũng không phải lão Nhị, tất nhiên nhỏ hơn lão Tứ rồi. Đệ tên Bất Tứ, đệ không phải lão Tứ, đệ là lão Tam. Năm xưa do mẹ nhầm lẫn nên mới đặt tên chúng ta như vậy để sửa lại lỗi sai. Nói thôi. Nói bậy. Đệ nói dớ dẫn. Nè. Nè. Lão Tam, huynh mau về đi. Lão Tứ à, hôm nay huynh đệ chúng ta phải xa nhau rồi. Tuy hai chúng ta tranh cãi với nhau cả nửa đời người, nhưng nay thật sự phải xa nhau rồi. Trong lòng huynh thật sự rất buồn. Lão Tam, để hiểu chứ. Huynh ở lại phải chăm sóc Đinh Đan cho tốt. Để đi rồi cũng coi như cắt đứt những ngày tháng phiền muộn với Tiểu Thúy. Đinh Bất Tam huynh hôm nay đã lên thuyền 3 lần rồi, đều không lần nào lên được. Huynh không thể phá vỡ quy tắc của mình. Tứ đệ, đúng là ý trời. Đại ca không nói thêm nhiều nữa. Tứ đệ, bảo trọng. Bảo trọng. Được rồi, huynh đi nghe. Bảo trọng. Con trai, con nhất định phải trở về. Mẹ à, xin mẹ yên tâm. Bánh trưng lớn, Quỳnh phải sớm quay về. Đại ca, nhị ca. Ban chủ bảo trọng. Bảo trọng nha. Gia gia, chúng ta có thể lên thuyền rồi. Thằng bé này thật là, nó còn không biết con đường phía trước nguy hiểm. Ba. À không, sư phụ, bọn con đi lần này á đã có hai vị ca ca chăm sóc rồi. Con ăn cháo lạp bát xong á sẽ quay về ngay. Hiền tế, gia gia con tuổi tác đã cao, con nhớ chăm sóc ông ấy. Hôm nay đến đảo hiệp khách, ông ấy cũng chỉ có con là người thân thôi đó. Lão già điên. Ta đi không cần lo, ta chỉ lo cho con thôi. Con đi lần này lại liên lụy đến cháu chắc nhà ta, từ nay tuyệt hậu rồi. Chuyện gia gia muội không có cháu chắc thì liên quan gì đến huynh? Cháu chắc của gia gia chính là con cái của chúng ta. Hả? Trời, muội có con rồi hả? Muội có con hồi nào đâu. Nếu như Quỳnh không quay lại, chúng ta sẽ không có con được nữa. Gia gia cũng sẽ không có cháu chắc đâu. Quỳnh hiểu rồi. Quỳnh lúc trước từng nghe anh Thạch Trung Ngọc nói, khi mà một nam nhân và nữ nhân ở bên nhau thì sẽ thành thân, thành thân rồi thì sẽ có con. Mùi yên tâm đi, chúng ta vẫn chưa thành thân, sẽ không thể có con đâu. Thằng ngốc này, hiểu là được rồi. Qua đi, di sư có điều muốn nói với con. Con hãy nhớ, sau khi lên thuyền, nếu con có cơ hội trốn thì hãy trốn ra. Nếu con có thể dẫn theo gia gia thì dẫn theo ông ấy. Nếu con dẫn không được, con phải tự chạy trốn. Hả? Không được, con phải đưa ông ấy cùng đi. Con tự trốn. Con phải cứu gia gia. Đây là mệnh lệnh của di sư, không được làm trái. Ngoài ra, sau khi lên thuyền nói với gia gia con, bà đợi ông ấy 3 tháng, chính là mùng 8 tháng 3 năm sau. Nếu kịp trở về vậy thì rất tốt. Nếu ông ấy không quay lại, bà sẽ nhảy xuống biển. Còn nữa, nói ông ấy đừng nhắc đến như chuyện dớ dẫn và đảo Bích La đó nữa. Nếu như nhắc đến, bà làm quỷ cũng không tha cho ông ấy. Sao huynh không quay lại? Muội sẽ cùng bà nội nhảy xuống biển. Huynh sẽ về.
Huynh nhất định sẽ về. Nhất ngôn cửu đỉnh. Nhất ngôn cửu đỉnh. Con nhất định phải quay trở lại. Bọn con đến đảo Hiệp Khách sẽ không đi quá 3 tháng đâu. Sử bà bà, A Tú đã hứa rồi. Con nghĩ đợi sau khi con quay về, Tạ Yên Khách nhất định sẽ giáo huấn Thạch Trung Ngọc xong rồi. Mọi người xin hãy yên tâm. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Sau 3 tháng nữa, con chắc chắn phải, chắc chắn phải trở về. Mẹ nói những chuyện xảy ra trên đời này thật sự cũng thật thú vị. Mẹ con xấu như vậy, Mẫn Đại Hiệp xinh đẹp như vậy, sao con của hai người lại sinh ra giống nhau vậy chứ? À, con biết rồi, nhất định là cha con và Thạch Đại Hiệp rất giống nhau. Chắc chắn là vậy. Nhưng mà sao con từ nhỏ lại chưa từng được gặp cha? À, mọi người hôm nay sao vậy? Sao ai cũng khóc hết trơn á? Quynh nhất định phải quay về. Nhất định Quynh sẽ quay về. Nè, thời gian không còn sớm nữa, mọi người tranh thủ lên thuyền đi. Được rồi, được rồi, đừng có buồn nữa. Bọn ta ăn xong cháo lạp bác sẽ quay về. Cậu tập chúng, đi thôi. Chào tạm biệt ai vậy? Không có, ta không tạm biệt ai hết. Thuyền này đi sẽ mất 4 ngày. Ngươi chờ xem, ta sẽ lần lượt tính sổ với ngươi. À, khởi hành. Rất tốt, rất tốt, rất tốt đó. Ngày dài trên biển, tiếp đón sơ sài. Các vị anh hùng, không cần quá khách sáo. Mọi người xin hãy tự nhiên. Mời. Hả?
Gia Gia à, chúng ta cùng ăn đi. Nè nè, ngươi không sợ có độc sao? Bọn họ cũng ăn rồi mà, có gì đâu phải sợ. Các vị, chủ nhân người ta mời chúng ta tới đảo hiệp khách ăn cháo lạp bát, muốn hạ độc cũng chỉ hạ độc vào cháo lạp bát mà thôi. Nếu như nửa đường lại hạ độc chết chúng ta thì còn tuồn vui gì nữa. Đồ ốc bả đậu. Không sao đâu, mọi người cùng ăn đi. Ăn đi. Xin mời, không sao đâu. Xin mời. Ăn đi. Mời. Ăn đi. Bạch Tự Tại, nếu ta mà là ông á, thì đã đem chức vị trưởng môn truyền cho đệ tử. Tình cảnh của chúng ta không giống nhau. Nhà ta chỉ có ta và Tam Ca, ta không đến thì huynh ấy cũng đến. Còn ông thì khác, ông có nhiều đệ tử như vậy, chỉ việc đem chức trưởng môn nhân truyền cho đệ tử là xong rồi. Hơn nữa tuổi tác của chúng ta bây giờ á, danh tiếng quan trọng cái gì chứ? Địa vị có đáng là gì đâu, đều là những vật ngoài thân thôi, có chết cũng không mang theo. Vì nhỏ mất lớn, hà tất phải như vậy? Đinh Bất Tử, ngươi cho rằng kẻ họ Bạch ta là người ham sống sợ chết như ngươi sao? Ông cũng chỉ là tên ngông cuồng tự đại, ham thích hư vô. Người ham sống sợ chết là chuyện thường tình thôi. Thật ra ngươi đang muốn nói gì? Ông cầm trong tay lệnh bài của đảo hiệp khách, ông đã gian danh lắm rồi. Ông đi rồi, Tiểu Thúy phải làm sao đây? Tiểu Thúy tốt với ông như vậy, nếu ta sớm biết ông tới đảo hiệp khách xưng anh hùng, ta đã không tới đây rồi. Ta thà làm cẩu hùng còn hơn. Đều tại tên khốn nhà ngươi, đêm ngày nhớ nhung Tiểu Thúy nên bà ấy mới bỏ nhà đi đến đảo Bích La của ngươi. Nói năng hồ đồ, mấy chục năm nay ta không được gặp mặt Tiểu Thúy. Không phải ông đuổi bà ấy khỏi thành Lăng Tiêu thì ta làm gì có cơ hội an ủi bà ấy chứ? Ngươi thấy ta đuổi Tiểu Thúy đi lúc nào? Nếu ông không đuổi vậy tại sao bà ấy bỏ đây đi? Là việc riêng của nhà ta, liên quan gì tới ngươi? Cái gì liên quan đó? Ta cứ lo thì sao? Đinh Tứ Gia thật là phong lưu phóng khoáng, phong độ không khác gì năm xưa. Mấy ngày nay ta cũng từng nghe nói tin về sự Tiểu Thúy tái xuất giang hồ. Thì ra bà ấy làm vậy đều là vì Đinh Tứ Gia đây. Cho người nếm thử sự lợi hại của Tuyết Sơn kiếm phái. Tư Gia Gia, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa mà. Tứ Gia Gia, người đừng đánh nữa mà. Tất cả nhanh tay lên chỗ ta. Nhanh lên. Các người nhanh lên nữa. Nhanh lên đi. Mà lên. Xe cho bọn vào. Các người nhanh nữa cho ta. Một lũ vô dụng. Ê, qua kia. Xếp cho gọn vào đó. Nè, lên. Cũng gần xong rồi, chúng ta xuất phát thôi. Xuất phát. Đi. Hey!
Đánh nữa. Có sao không vậy? Tại môn quan chỉ, người đã lén ta. Tứ gia gia hiểu lầm rồi. Lúc này có người cố tình đẩy ta mà. Kẻ nào? Rất tốt đó. Đánh cũng đánh rồi, loạn cũng loạn rồi. Các vị anh hùng, chúng ta quay lại tiếp tục dùng bữa mà thôi. Ăn đi, bỏ đi. Quá. Quá. Mai chưa bị rơi xuống đó, rơi xuống là chết chìm chắc luôn. Nếu muốn xuống đó thử cho biết không? Ai sợ ai hả? Dạ. Tứ gia gia, người xuống đó nước biển không dìm chết người cũng lạnh chết đó. Kệ hắn, ta thấy tên này đầu óc không được bình thường đó. Đi. Lão già chết thiệt, ông có giỏi thử xem ông có dìm chết ta được không? Ông không có gan, ta đi, ta có gan. Dưới này có gì đâu mà đáng sợ chứ? Đinh Bất Tứ sao lại bị dìm chết được? Nhìn đi. Nhìn ta nè, có sao đâu. Có sao đâu. Ê, Tứ gia gia. Kẻ nào? Chắc chắn là lão già chết tiệt ông của đúng không? Thằng đúng là không bình thường mà. Lão thật đúng có phải ngươi không? Kẻ nào chơi xấu ta? Có gan bước ra đây đấu 300 hiệp với ta đi. Hả? Là tên khốn nào mau cút ra đây? Có phải là ngươi không? Là ngươi sao? Có phải ngươi không? Thật không ngờ
hai vị thưởng thiện phạt ác hô mưa gọi gió. Ở trên đảo hiệp khách chỉ xếp hàng thứ mười mấy thôi. Tại hạ hổ thẹn hổ thẹn. Quỳ đức tiên sinh nặng lời rồi. Ta và một huynh đệ ẩn nơi đảo quan, nay được gặp các vị cao hiền, thật sự vinh dự. Chỉ là trên đảo này mọi thứ thô sơ, vật dụng đều không nhiều, tiếp đãi không được tốt, vẫn mong các vị lượng thứ cho. Hai vị đảo chủ không cần khiêm tốn. Trong 30 năm nay, hai vị thưởng thiện phạt ác ra tay, bọn ta những kẻ nhân sĩ võ lâm giang hồ có được mấy người đấu nổi 20 chiêu dưới tay của các vị đâu. Chỉ luận công phu, chúng ta cực kỳ kính phục. Nhưng mà hôm nay chúng ta đã đến đảo, hai vị đảo chủ có mục đích gì? Xin hãy nói thật với nhau. Nói hay. 30 năm nhân sĩ võ lâm đến đảo hiệp khách, từng người có đi không về. Các người nếu muốn đuổi cùng giết tận, tại sao phải lãng phí công phu như vậy? Đuổi cùng giết tận thật là thú vị. Rót rượu cho mọi người đi. Chứ chị, mời. Trong rượu này chắc không có bỏ độc chứ? Mọi người tới thì cũng tới rồi, ngang dọc gì cũng chết, chỉ bằng dứt khoát tự nhiên thoải mái. Là Trang Nam Tử. Rót đây, rót đây. Di-đà Phật, đây chính là món nổi tiếng cháo lạp bát đổi màu trên giang hồ. Không biết trong cháo này đã bỏ bao nhiêu rắn rết độc với bồ cạp đây. Nữ tử như cô thật là thông minh. Nói thật ra, cháo lạp bát này ở bên ngoài thực sự không dễ gì ăn được, bởi vì bên trong có một vị cỏ đoạn trường thực cốt hữu tâm, phải tới 10 năm mới nở qua một lần. Cỏ này sau 10 năm nở qua mới có công dụng kỳ diệu. Bọn ta luôn phải chờ sau khi nó ra qua mới có thể mời các vị đến cùng thưởng thức. Hoa nở hoa tàn, bất giác đã qua 40 năm rồi. Trong nhà Phật ta, cháo lạp bát này là dùng 18 loại quả khô thượng hạng mà nấu thành. Nó tượng trưng cho 18 vị La Hán của Phật gia dùng để dâng cho Bồ Tát. Người thường bọn ta sao có thể ăn chứ? A Di Đà Phật, ta không thể ăn. A Di Đà Phật. Tương truyền cháo lạp bát này là Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni bị ngất lúc ở nước Ma Kiệt Đà, có một cô gái chăn dê đã nấu dâng cho ngài. Từ sau lúc đó, ngài đắc đạo thành Phật. Đây chính là nguồn gốc của cháo lạp bát. Sau đó, ngày này hàng năm, các chúng tăng tụng kinh làm Phật sự đều phải nấu cháo để kính Phật Tổ. Nhưng mà Phật gia các người chú trọng chúng sinh bình đẳng, Phật Tổ ăn được, người thường sao lại không thể ăn chứ? Nếu như vật này chỉ dành cho Phật Tổ thôi, vậy sao gọi là chúng sanh bình đẳng chứ? Đại sư, ông nói như vậy thì không hay rồi. Họ Long họ Mộc kia nghe đây, quan tây văn báo ta là hán tử đội trời chân đạp đất. Các người muốn chém muốn giết, giải mổ ta không hề cháu mày. Muốn ta uống hết chén thuốc độc bẩn thỉu này thì giáng lần không được. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Cháu này bổ dưỡng biết bao. Tên họ Mộc kia, đừng nói lời chăm chọc. Giải mổ ta sớm đã đặt cược tính mạng rồi, chết sớm chết muộn đều không phải là chết sao? Phú hay tuyệt. Hay lắm. Hay. Hai vị đảo chủ, mong lượng thứ cho bọn ta vô lễ.
Lời của giả hiền đệ chính là điều bọn ta nghĩ ở trong lòng. Với võ nghệ của hai vị đạo chủ, muốn thành võ lâm chí tôn thì dễ như trở bàn tay. Hà cớ gì phải tốn công sức triệu tập bọn ta tới đây chứ? A-di-đà-phật, chúng ta tới đảo đã không nghĩ còn sống sót quay về. Bọn ta võ nghệ tuy không địch nổi người trên đảo, nếu lấy sức trăm người để đấu cũng được xem là lừng lẫy một đời. Chỉ là hoài nghi trùng trùng, chết không cam tâm, nên mong hai vị đạo chủ nói rõ, mở mang hiểu biết. A-di-đà-phật. Phải đó, bọn ta muốn một lời giải thích. Đúng vậy, đúng đó. Giải thích đi, 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 giải thích cho rõ đi. Đúng đó, giải thích đi. Thật là buồn cười. Ta muốn giết các người đã giết từ lâu rồi. Bọn ta muốn làm minh chủ võ lâm cũng làm từ lâu rồi. Có cần phải phí sức dòng do vậy không? Hai người bọn ta đang định nói cho tất cả mọi người ở đây cùng biết rõ, chỉ là trong cháo này có đoạn trường thực cốt hữu tâm, phải ăn lúc còn nóng, công hiệu càng cao. Mời mọi người ăn cháo trước, lát nữa tại hạ nói rõ thế nào. Hai vị không cho một lời giải thích là muốn để mọi người ăn cháo độc, e rằng tuyệt đối không được đâu. Huynh đệ hai người bọn ta chỉ là thành tâm mời mọi người ăn một bát cháo. Các vị không cần phải căng thẳng như vậy. Cháo này nguội rồi, hiệu quả bồi bổ sẽ không cao nữa. Vẫn mong các vị ăn lúc còn nóng. Ôi trời ơi, cái này không thể ăn được. Hoàng không thể, không thể ăn được phải không? Sao không thể ăn được? À, ê, ngọt lắm á. Thạch Băng chủ, sao cậu uống hết vậy? Cho dù phải chết cũng đâu cần tranh tới quỷ môn quan chứ. Tiểu tử khá, hợp khẩu vị ta. Hôm nay ta nhìn thấy sự ẩn dật nơi đảo hiệp khách quá thật kỳ diệu. Vì vậy bát cháo này ăn hay không ăn cũng đều như nhau thôi. Chỉ là hôm nay nhìn thấy cháu rể ta là người đầu tiên ăn cháo này, cho nên nó coi như là đệ nhất. Được. Hôm nay được thấy võ công tuyệt thế của đảo chủ cũng coi như không uổng kiếp này rồi. 40 năm trước, ta và một huynh đệ kết giao, tâm đầu ý hợp, vốn muốn liên thủ giang hồ, thưởng thiện phạt ác trong giới võ lâm, nỗ lực làm cho thật lý lừng. Không ngờ vừa bước ra giang hồ liền phát hiện một tấm bản đồ. Hòn đảo Quan vô danh được vẽ trên tấm bản đồ ẩn chứa một cuốn bí quyết võ công kinh thiên động địa. Đây rõ ràng là đảo hiệp khách, sao lại là đảo Quan vô danh? Dừng bấu, không được cắt lời Long đạo chủ. Long đạo chủ. Trịnh Quan Chi, cho dù huynh ra sức lấy lòng thì bọn họ cũng chưa chắc tha cho tính mạng của huynh. Dừng bấu, ta và đệ quen biết đã lâu, để cho Trịnh Quan Chi ta là một kẻ tham sống sợ chết sao? Được, được. Đại ca, huynh hà tất phải như vậy sao? Huynh đệ, ta và đệ hai người năm đó kết nghĩa ăn thề, không cầu sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày.
giờ đây, lời thề được thực hiện, không uổng kiếp này. Được, đại ca nói rất đúng. Không cầu cùng sinh, nhưng cầu cùng tử. Ăn. 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 Tam đệ, mời. À, hai vị ca ca. Hai vị ca ca, hai người không cần chết chung với đệ đâu. Đệ chỉ cầu tương lai hai người hãy chăm sóc tốt cho A Tú. Rất tốt, rất tốt, rất tốt đó. Tam đệ, lúc chúng ta kết bái đã từng nói là ngày sau có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nếu đệ đã ăn bát cháo làm bát này rồi thì bọn ta là người làm ca ca, há có thể không ăn sao? Mời. Hai vị ca ca, mời. Đa tạ sư phụ ban cháu. Tam đệ, hả? Ta thấy ở đây có vài người khách không thích mùi vị của cháo lạp bát này. Chúng ta có ăn không? Nếu đệ thích ăn thì không ngại ăn thêm vài chén chứ. À, được. Vị giải huynh đệ này nói không sai. Đảo Quan Vô Danh được truyền vẽ trong bản đồ này chính là chỗ mà các vị đang ngồi đây, đảo hiệp khách. Nhưng mà tên của đảo hiệp khách này là ta và một huynh đệ sau khi lên đảo mới đặt cho nó. Chính là chỗ này. Long ca, đi tìm nữa. Cái nơi đến một bóng chim cũng không có, chẳng ai nhìn thấy được. Chúng ta đã phiêu dạt trên biển mấy tháng rồi, động vật ăn được đều ăn rồi, đến nước tiểu của mình cũng uống luôn. Hay là nghỉ ngơi cho thật khỏe đi, chúng ta tìm sách quý quan trọng hơn. Đông ca, thật ra có phải chỗ này không? Quỳnh nói xem, sao chúng ta phải khổ như vậy chứ? Quỳnh thì gia tài đồ sổ, trong phủ đệ thì mỹ nữ như mây. Ê Đông ca, để nói lần này nếu như tìm sai chỗ nữa thì đệ sẽ không tìm đâu, đệ sẽ về nhà ôm ngọc nữ yếu đệ của đệ. Ê, được rồi, được rồi, đừng có nói nữa. Tiếp đi, đã tới rồi. Sai, là chỗ này. Quý đệ, thật sự đã không uổng phí công sức của chúng ta. Chúng ta đã tìm được sách quý rồi. Thật sự là phúc lành, đúng là phúc lành mà. Chúng ta tu được mấy kiếp đó. Đông ca, cho dù vàng bạc đầy nhà, mỹ nữ như mây, để nó đi hết đi. Đúng vậy. Quả ra sách quý này là hình vẽ của thơ cổ, hàm nghĩa thâm sâu phức tạp. Hai bọn ta vô cùng vui mừng, bèn theo sách quý tu luyện. Vốn biết là trong phúc luôn ẩn họa. Sau khi bọn ta luyện được vài tháng, bỗng nhiên lại nảy sinh ý kiến khác biệt với võ công được vẽ. Điều để nói căn bản không phải ý đó.
đã tham khảo mấy tháng trời rồi vẫn không tìm được cách thức nội công. Nóng vội, ta đã nghĩ tới 3 năm rồi. Ta cảm thấy ý nghĩa bên trong có lẽ là như vậy. Tam bôi, hổ nhiên nặc, hổ giặc, đảo di khinh, nhãn qua nhĩ nhiệt khẩu, ý khí, tùy nghệ sinh. Ê, hey, ta luyện thử cho để xem. Thấy thế nào? Ôi trời, không đúng. Huynh luyện quá mềm mỏng. Mấy câu này rõ ràng là nói chưởng phong phải, âm dương cùng tiếng, thực hư tương thụ. Huynh xem, ngũ hạ cấp đỉnh bắt buộc tập hợp lực quần sơn mới có thể tập hợp công lực bộc phát ra ngoài. Cái câu ngũ nhạc đảo di khinh là ý nói tu di của nội công, đó là dẫn chân khí toàn thân tập hợp lên đỉnh, nó mới đạt đến hiệu quả của nhãn qua nhược tử khí. Long ca, nó phải là như vậy. Quỳnh thấy sao Long ca? Cường nhu cùng tiếng này nói thì không sai điểm nào, nhưng mà tính khí của đệ quá nóng vội, trạng thái dùng chưởng quá tàn nhẫn. Không phải là ý của sách quý này đâu. Không đúng. Phải là quyền chưởng và nội công cùng luyện. Sao lại chỉ luyện quyền chưởng không chứ? Đệ nói không đúng. Quỳnh nói không đúng. Đệ nói chắc không đúng. Không đúng. Không đúng, không đúng. Chính là Quỳnh không đúng. Được, đệ luyện của đệ, ta luyện của ta. Được. Mời. Bọn ta luyện hơn nửa năm, sau đó bọn ta vừa phá chiêu, kết quả các vị đoán xem thế nào? Ông nói đi. Bọn ta đã luyện sai hết. Hai vị đảo chủ võ công cao cường, chắc hẳn đã luyện phải là nội công cao thâm. Nội công này nếu luyện sai, nhỏ thì tẩu hỏa nhập ma, trọng thương thì tàn tật, nặng thì lập tức mất mạng. Đây đích thực là lúc quan trọng nhất. Đúng vậy, đạo trưởng nói rất đúng. Đến đây bọn ta chỉ đành dừng tay. A Di Đà. Bọn ta suy nghĩ rất lâu nhưng nghĩ mãi không thông. Sau đó bọn ta cảm thấy bọn ta xem không hiểu hình vẽ. Có khi nào bọn ta vì luyện võ công bản môn trước tẩu hỏa nhập ma, cho nên đã nghĩ sai về con đường luyện công. Sau đó bọn ta quyết định nhận vài đồ đệ để họ nghĩ thay giùm bọn ta. Vì vậy bọn ta bất kể là thôn phu dân giả hay là văn nhân mặt khách, bất kể là mời đến hay là bắt về, dỗ dành tới hay là lừa gạt tới, bọn ta đã nhận không ít đồ đệ. Nhưng mà lý giải của bọn họ cũng đều không giống nhau. Kết quả là càng luyện càng phức tạp. Bọn ta không thể hiểu nổi, thật là phiền muộn, dù muốn từ bỏ cho rồi. Nhưng mà bất luận thế nào cũng cảm thấy không cam tâm. May mà Mộc huynh đệ nhắc tới cao tăng Thiếu Lâm Tự, Diệu Đế đại sư. A Di Đà Phật. Sư huynh ta năm đó một đi không trở lại, là sống hay chết vẫn mong đạo chủ giải thích rõ ràng. Vị đại sư này, ngài nghe ta nói cái đã. Năm đó huynh đệ hai người suốt đêm sao chép lại bức vẽ đó, lệnh Trương Tam Lý Tứ hai đệ tử ngày đêm thần tốc đi đến Thiếu Lâm Tự để gặp Diệu Đế đại sư. Diệu Đế đại sư sau khi xem hình vô cùng kinh ngạc. Vậy là bọn họ lại đến phái Võ Đan để mời Ngu Trà đại sư. Hai người cùng nhau thương lượng rồi cùng với bọn họ đi đến đảo Hiệp Khách. Hai vị đại sư này cũng là nhân vật nổi tiếng đương thời, được võ lâm công nhận. Họ vừa nhìn thấy hình vẽ đó liền chú tâm nghiên cứu. Tháng đầu tiên còn có điểm tương đồng, đến khi luyện được tháng thứ ba, ý kiến của họ khác nhau hoàn toàn, thậm chí còn động thủ với nhau nữa. Vậy đến cuối cùng bọn họ ai thắng ai thua? Tất nhiên là chẳng ai thắng hết. Sau đó bọn ta đắn đo suy nghĩ, cảm thấy ba anh thợ gia quyền vẫn hơn một gia cát lượng mà.
cho nên mới mời nhân sĩ kỳ tài kiệt xuất trong thiên hạ đến tụ họp trên đảo cùng nhau nghiên cứu. Nói ra như vậy, các người mời bọn ta cùng đến ăn cháo lạp bát là một ý tốt rồi. Cũng không hoàn toàn là vậy. Nói hơi ích kỷ, bọn ta cũng muốn xem sự nhẫn nại của chư vị, xem có người có thể phá giải được bức vẽ không. Bí tịch võ lâm cùng hưởng, vậy không phải tốt hơn sao? Ông nói lời này thấy bọn ta dễ ăn hiếp sao? Nếu các người muốn mời bọn ta cùng tới nghiên cứu học võ, vậy tại sao người ta không đến? Các người lại cho Trương Tam, Lý Tứ để hai người bọn họ giết hết mọi người chứ? Trên đời này làm gì có kiểu mời khách cưỡng ép bá đạo như vậy hả? Thứ gia gia, sao người lại tùy tiện mắng đại ca nhị ca con vậy? Nè gia gia, cái gì chứ? Bây giờ con là cháu rể của Bạch Tự Tại ta, gọi hắn là gia gia không phải là tự hạ thấp mình sao? Ai thèm đứa cháu như hắn chứ? Ta sợ tới lúc sinh ra chắc chút là tiểu cẩu tạp chủng đó. Lấy sổ thưởng thiện phạt ác ra. Phát cho các vị anh hùng cùng xem đi. Huynh đệ ta biệt phái thuộc hạ thăm dò tin tức trên khắp giang hồ, vốn không có ý xâm phạm đời tư của bằng hữu. Được biết những chuyện như vậy, bèn ghi chép đó lại. Phàm là các môn phái bang hội bị đảo hiệp khách ta tiêu diệt, đều là những kẻ cực ác, là kẻ thiên địa bất dung. Thông Châu Hà Bắc, Nhiếp Gia Quyền, Nhiếp Lão Quyền Sư, Nhiếp Lập Nhân, ông ta cũng là người thật thà, sao lại giết cả nhà họ chứ? Quý đức tiên sinh, mời xem. Canh Thân mồng 2 tháng 5, ở Tương Châu, Nhiếp Tông Đại giết hai mạng của Hách Gia Trang, để lại thư giá quả cho đạo tặc Hắc Hổ Trại. Canh Thân 17 tháng 10, Nhiếp Tông Phong ở Phủ Tế Nam dùng bút nhỏ đã thương trưởng tử của Lưu Văn Chất trong đêm, giết Lưu Gia với 13 người diệt khẩu. Bên trên ghi rõ ràng thành mạng. Quy đức tiên sinh, không sai chứ? Bây giờ chết không đối chứng, ai biết được ghi chép này là thật hay giả? Quy đức tiên sinh nếu đã không tin, không ngại thì mời xem thêm một vật khác đi. Mộng 8, mua 83 mẫu 2 sào ruộng Châu Gia Thôn, giá tiền 73 lượng. 70 lượng bạc mua được 80 mẫu đất, đất này cũng mua được giá rẻ ghê. Hả? Nhân 2.500 lượng của Trương Quyện Tôn Thông Châu. Câu kết với hoàng phủ cũng không phải tốt lành gì. Đáng chết, đáng chết. Quý đức tiên sinh, ông ở Tây Vực đã lâu, đối với hành vi của những kẻ mặt người dạ thú ở Trung Nguyên, nhiều điều không biết. Chuyện này không thể trách tiên sinh được. Vậy trước đây những cao thủ võ lâm tới đảo, chẳng lẽ không phải các người hại chết sao? Đúng vậy, 30 năm nay những người này ngay đến xương cốt còn chưa thấy được về tới quê hương, quả thật là... Đạo trưởng, lời của ông nói sai rồi. Lời đồn trên giang hồ sao lại dễ tin như vậy? Theo lời Long đạo chủ nói, những cao thủ võ lâm này còn mạnh khỏe, một người cũng chưa chết sao? Buồn cười thật, buồn cười thật. Ông cười cái gì chứ? Ông là khách quý mà, ông cười thì ta phải cười phụ họa chứ, để tránh Long ca nói ta không phải. 30 năm nay tới đảo hiệp khách ăn cháo lạp bát không tới 300 cũng có 200 người. Theo như các ngươi nói, ý là các cao thủ võ lâm còn sống mạnh khỏe, há chẳng phải rất buồn cười sao? Tất cả những người phàm đều có tuổi thọ nhất định, kỳ hạn đã tới trừ Đại La Kim Tiên, có ai không chết chứ? Chỉ cần không phải đệ tử của đảo hiệp khách ta chết là được rồi. Ta muốn hỏi thăm Long đảo chủ về một người, một nữ tử
tên là Văn Hinh. Lên đảo ăn cháo lạp bát, người này còn sống không? Vị nữ tử này họ gì, bao nhiêu tuổi, là thủ lĩnh của bang hội hay môn phái nào vậy? Họ Mai, võ luyện là Mai Hoa Quyền. Mai Hoa Quyền? Không có tư cách. Mai Hoa Quyền tại sao không có tư cách? Ta đây không phải đã nhận được thẻ mời hay sao? Không phải Mai Hoa Quyền. Mai nữ hiệp, bọn ta mời cô tới đảo hiệp khách không phải do Mai Hoa Quyền gia truyền của Mai nữ hiệp, mà là nằm ở bộ kiếm pháp mới cô đã luyện trong 2 năm nay. Cái gì? Kiếm pháp ta sáng tạo ra, chưa từng có người nhìn thấy, sao các người biết được? Hai người các con, hãy đem bộ kiếm pháp Mai nữ hiệp mới luyện ra biểu diễn một lượt đi. Có chỗ nào chưa thấu, xin chỉ giáo cho. Đây ạ. Đây không phải tiêu pháp của ta sao? Hay, hay lắm, quá. Hay lắm. Đúng thật là kỳ lạ. Sao các người nhìn trộm được? Nè, người sáng tạo bộ kiếm pháp này là nhằm vào Kim Long tiên pháp của ta. Người có ý gì đây? Người muốn dùng bộ kiếm pháp này chống lại Kim Long tiên pháp của ta, chỉ e là còn kém một chút thôi. Nhất định là ở đây rồi, mình nhất định phải tìm cách vào đó xem sao. Ta thắng rồi. Điều tài huynh làm ta mất tập trung, không thích. Hai vị thần tiên tiền bối, ta có thể vào trong đó xem không? Tiểu tử thối, người nói có phải người thông đồng với lão già thối này cố ý đến để phá đám ta để ông ta thắng không? Sao ngươi có thể vào được trận bát quái này? Ta chỉ đi theo hai con vẹt này đến đây thôi. Theo nó sao? Thì ra con vật nuôi của muội tác hoài tác quái, chuyện này không thể trách ta được. Đúng là bọn không biết nghe lời. Bà tỷ tỷ, cho hỏi đây chính là thao mật cát sao? Ngươi không biết tự nhìn hay sao? Ta không biết chữ. Người ta đã gọi muội là tỷ tỷ rồi, muội hãy giúp đỡ người ta đi. Ai là tỷ tỷ của ngươi? Hả? Ta thấy người già vậy gia gia đây á, tuổi tác ngang nhau, tóc cũng bạc rồi, hơn nữa người còn xinh đẹp như vậy, giọng nói lại rất giống A Tú nhà ta, có lẽ tuổi tác cũng không cao, vậy cho nên ta mới mạo muội chỉ gọi người là bà tỷ tỷ. Tên tiểu tử thối này cũng thật biết cách nói chuyện. Chỗ này chính là nơi mà ngươi muốn tìm, ngươi có chuyện gì? Chuyện là như vậy, gia gia ta nói ở đây có tin tức của mẹ ta, cho nên ta mới đến đây tìm thử. Bà tỷ tỷ, ngươi có thể giúp ta vào trong đó không? Dù sao ta cũng không biết chữ. Tìm mẹ ngươi? Tìm mẹ ngươi thì về nhà mà tìm. Ngươi đã lớn vậy rồi, chưa cai sữa hay sao? Hôm nay mặc dù tâm trạng ta rất tốt, nhưng không có mệnh lệnh của đạo chủ, ngươi không thể vào được đâu. Hai vị thần tiên tiền bối, vậy ta cũng phải vào trong đó xem sao. Tiểu tử thối, ngươi hãy về nhà luyện thêm rồi đến đi. Ta đánh không lại các người, ta sẽ đi tìm gia gia ta đến giúp. Thank you.
Thật ngại quá, con chỉ muốn vào trong đây để xem vui thôi. Hai vị cứ luyện đi, hai vị luyện đi ha. Mấy cái thứ trên này sao giống như đám nòng nọc mình nuôi lúc trước vậy? Chàng trai trẻ chăm chú nhìn Thái Huyền Kinh, không ngờ lại là một người hiểu biết tinh thông khoa đẩu văn. Mộc đảo chủ, con không biết chữ, con chỉ cảm thấy đám nòng nọc này rất thú vị, vậy nên con xem kỹ một chút. Chính là vậy đó, bộ Thái Huyền Kinh này được viết bằng chữ khoa đẩu cổ, ta cũng đang lấy làm lạ. Cậu trẻ tuổi như vậy có được kỳ tài, làm sao biết được loại văn tự cổ xưa này vậy? Đúng rồi, hai vị đảo chủ à, con không làm phiền hai người chứ? Không đâu, cậu xem đi. Đa tạ. Thank you.
Cẩn thận. Kỳ diệu. Đúng thật là kỳ diệu. Thật đáng vui mừng. Xin nhận của chúng ta một lễ. Hai vị đạo chủ à, không thể được. Vốn dĩ là con chỉ ở trong động ngẫu hứng chơi vui thôi, nhìn thấy đám nồng nọc nhỏ dễ thương. Nhưng mà nếu như con đã làm phiền hai vị đạo chủ luyện công, vậy thôi con đi trước. Thuần hồ quyền, hỗn hành vô cùng, chánh thượng thiên, âm dương, lấy nhất dương đạt nhất thống, tưới nhuần vạn vật. Thái quyền kinh này, nhất quyền tam phương, cửu châu 27 bộ, 81 gia, 729 bộ. Hóa ra là quyền trung chi quyền. Một thiếu niên nửa chữ không biết như cậu, làm sao lại có thể giải được sự kỳ diệu ở trong này chứ? Dù đạo này là âm dương hỗn hợp, hoặc là vốn dĩ ý của nó là thuận theo tự nhiên, dĩ thiên sinh tòng địa khởi, hai ta người thường lễ nghĩa trói buộc, ngược lại không thể ngộ ra chân lý. Không ngờ hai huynh đệ ta khổ công nghiên cứu suốt 40 năm cũng không tham ngộ được cảnh tượng quyền diệu trong đó. Nhưng mà vị huynh đệ này chỉ trong chớp mắt ngộ được bí ẩn ưng kích trường không, ngư tường thiển đệ, ắt sẽ trở thành một nhân tài võ lâm thời nay, kỳ tài xuất chúng. Xem ra vô danh lại hàm chứa vạn vật, vô chiêu này lại thắng hữu chiêu. Cũng chỉ có người có nội tâm thuần khiết tột độ mới luyện được thần công này. Con hả? Tiểu huynh đệ, thật không ngờ bí ẩn này vướng bận trong lòng ta mấy mươi năm qua, hôm nay được cậu phá giải, bọn ta thật sự cảm kích bất tận. Con đã phá giải thế nào? Tiểu huynh đệ à, cậu không cần khiêm tốn như vậy. Cậu có thể hiểu thấu bức họa trên vách đồng hiệp khách hành này. Không chỉ là người đầu tiên của võ lâm hiện nay, ngoại trừ tiền bối, năm xưa đã khắc họa vẽ lên vách động ra. E là từ xưa đến nay chỉ có một mình cậu mà thôi. Tiểu nhân không dám. Tiểu huynh đệ, cổ văn trên thạch bích này hai huynh đệ bọn ta cũng chỉ nắm bắt được không tới một phần.
không biết là tiểu huynh đệ có thể chỉ giáo cho ta được không? Con nói cho hai vị đạo chủ là được. Lúc mà con nhìn thấy nồng nọc này á, quyệt chung chú của con liền đập thình thịch luôn. Lúc mà con nhìn thấy con nồng nọc kia thì quyệt thái hách của con cũng đập một cái luôn. Nồng nọc? Tiểu huynh đệ, cậu nói cậu nhìn thấy chính là những con nồng nọc sao? Đại ca, thì ra là vậy. Thật không ngờ những chú giải này mỗi một câu đều khiến cho người ta lầm đường lạc lối. Nếu vậy tức là những danh tự này đều vô dụng hết hả? Không chỉ vô dụng mà còn vô cùng lợi hại nữa. Nếu không có những chú giải bằng chữ này, biết bao tâm huyết của huynh đệ ta đâu đến nỗi hao kiệt toàn bộ dày công nghiên cứu mấy chục năm nay, ít nhiều cũng phải có chút lợi ích chứ. Thì ra khoa đấu văn trên Thái Huyền Kinh này chẳng qua là từng vị trí đường đi của kinh mạch huyệt đạo mà thôi. Thời gian 40 năm nay, thời gian 40 năm. Hai vị đạo chủ, nếu như võ công của con học được quá thật có ích thì con sẽ nói hết cho hai người biết. Con tuyệt đối không dám có chút giấu giếm. Ý tốt của huynh đệ, hai bọn ta xin ghi nhận. Tiểu huynh đệ tấm lòng nhân hậu, xứng đáng được hưởng. Sau này lãnh đạo quân hùng võ lâm, tạo phúc cho chúng sinh cũng không ít rồi. Tâm huyết này của hai huynh đệ ta cũng coi như là không uổng phí rồi. Bí ẩn phổ đồ nay đã phá giải, đương nhiên tâm nguyện huynh đệ ta đã thành. Là tiểu huynh đệ luyện thành hay là hai người ta luyện thành thì đều như nhau. Ban chủ Trường Lạc, tự tại thông linh, dương danh thiên hạ, đệ nhất anh hùng. Đệ nhất anh hùng, rất tốt. Xem ra bố huynh lần này đã chuẩn bị rất đầy đủ. Thầy môn huynh, trên đảo vẫn thuận lợi đó chứ? Bố huynh, lúc tiểu đệ sao chép bí tịch này, âm thầm quan sát, phát hiện đám người trên đảo hiệp khách võ công quả nhiên thâm sâu khó lường. Nhưng bố tiên sinh đã luyện thành cửu trấm xích diệm công, vẫn hơn một bậc. Cho dù họ luyện được tuyệt thế võ công thì làm được gì huynh? Không phải vẫn là ngoan ngoãn mà bỏ mạng ở trong tay bố huynh sao? Sau khi sự thành, chúng ta dùng tín hiệu báo tin hẹn gặp nhau ở đây. Tất cả nghe theo bố huynh. Thứ cậu luyện là võ công tuyệt thế, nhưng cậu không được nói cho bất kỳ ai biết. Dù là người thân của cậu cũng không được biết. Tại sao vậy? Hiện nay võ lâm lòng người khó đoán. Nếu như biết hiện giờ trên người của cậu có võ công cái thế, khó tránh khỏi lòng đố kỵ. Từ đố kỵ sinh hận, bọn họ sẽ ép bức cậu truyền thụ cho bọn họ, tiết lộ bí mật. Nếu như cậu không đồng ý, những kẻ gian trá đó sẽ làm hại tới cậu. Hả? Bản tính thuần lương, người không biết sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Vì vậy cậu nhất định phải hứa. Con hứa với hai vị. Mà con cũng xin phép hai vị đảo chủ giúp con một chuyện. Đứng lên đi, đứng lên. Mau đứng dậy đi. Có gì căn dặn, xin cứ việc nói. Con muốn xin hai vị đảo chủ dẫn con đến Thao Mật Cát một chuyến. Con muốn đi tìm mẹ con. Lúc trước con có đến rồi, nhưng mà thần tiên gia gia và thần tiên bà ở đó võ công lợi hại lắm, con đánh không lại. Bây giờ cậu đã luyện thành tuyệt thế võ công, thiên hạ này có ai địch nổi cậu chứ? Chú đệ, cảm ơn hai vị đảo chủ, cảm ơn. Cứ tự nhiên. Mấy tháng nay trên đảo nhiều người tới như vậy, thật là phiền chết. Ê, bọn họ cũng không có quấy rầy muội. Muội phiền cái gì chứ? Thì ta cứ phiền, không được sao? Hơn nữa, không phải còn có tiểu tử người nghịch đó. Quyến nhiên. Gia gia à, chúng ta tìm được tin tức của mẹ con thì rời khỏi đảo hiệp khách đi. Bà còn có A Tú, bọn họ đang đợi chúng ta đó. Gia gia, sao người không nói chuyện? Con có xác định rồi, trong Thao Mật Cát này á, quả thật có tin tức làm của mẹ con. Làm gì mà dễ tìm như vậy? Con có biết mẹ con tên gì không? Con không biết. Vậy mẹ con có dạy con võ công không?
Chưa từng dạy. Vậy ta làm sao giúp con đây? Chuyện này đúng là mò kim đáy biển mà. Ta già rồi không có thời gian giúp con đâu. Tránh ra. Gia gia, con chỉ muốn tìm tin tức của mẹ con thôi. Trời ơi, gia gia. Hả? Ơi trời. Thần tiên gia gia. Bà tỷ tỷ à? Xảy ra chuyện gì? Đều bị ngất hết rồi. Hai người già này nhìn thì võ công rất cao, thật ra không hề có chút kinh nghiệm giang hồ. Đừng có phí thời gian nữa, đi thôi. Gia gia, thẻ bài để ở đây cho hai vị. Đường chủ, con phát hiện. Chính là chỗ này rồi. Các vị huynh đệ, đi. Hai người cũng tới sao? Sao đây toàn là chữ, không có hình gì hết. Sao bà tới đây? Bà già thối, muốn chạy sao? Già không chết như ngươi, ai là bà già thối? Trả sách cho ta, ta muốn coi lão già Đinh Bất Tứ này có phá hoại thanh danh của tiểu thúy nhà ta không. Ông vội cái gì mà vội hả? Nếu ông ta thật sự có gì không phải với tiểu thúy, ta sẽ giết trước, không cần ông động thủ đâu. Đây là chuyện của nhà ta, nên ta muốn xem trước. Đây là chuyện của Đinh gia, muốn xem ta xem. Đừng hòng. Con nói các người. Quên nhìn đi. Chắc là chỗ này nè. Không có đường chủ, có phát hiện. Mà đừng coi thử đi. Nhất định là chỗ này rồi. Các huynh đệ, đào cho ta. Dạ, đào đi. Dạ, đi. Đào đi. Thế nào hả? Xem ông còn cướp không? Cái lão chết tiệt này. Tứ gia gia. Ông. Xem ông làm sao xem đây. Cẩn thận. Mau lên, nhanh lên đi. Mễ huynh. Úi hại thật. Hắn chỉ muốn lo thân mình thôi. Ngươi đừng hòng.
có bà chủ, tất cả chuẩn bị xong rồi. Châm lửa đi. Dạ. Châm lửa. Châm lửa. Ban chủ. Ban chủ. Ban chủ, thuyền đã chuẩn bị xong rồi. Đi. Đó, đó. Đi. Trường Lạc Bang dùng thuốc nổ làm nổ miệng núi lửa. Đảo hiệp khách đã rơi vào nguy hiểm, sẽ nhanh chóng chìm xuống đáy biển. Mời hai vị sư phụ. Sư phụ. Rời đi thôi. Hai người các con phải nhanh chóng dẫn dắt các chư vị đại hiệp ra khỏi huyệt động, rời đảo hiệp khách. Nhớ kỹ, nhất thiết phải đảm bảo an toàn cho mọi người. Sư phụ, vẫn là nhanh chóng cùng bọn con rời khỏi đây đi. Ta và Long Đảo chủ từ lâu đã xem nhẹ sinh tử rồi. Hai con trách nhiệm trọng đại, vẫn nên đi đi. Sư phụ. Sống có gì ngại, chết có gì sợ chứ. Huynh đệ hai người chúng ta đã quyết định rồi, sẽ ở lại đảo hiệp khách này mãi mãi. Sư phụ. Sắp sụp đổ rồi, mời mọi người ra cửa động chạy trốn. Lão Tứ, ông không sao chứ? Không sao, tốt. Đi mau đi. Gia Gia, thiếu niên anh hùng phá giải được bí ẩn làm vướng mắc cả đời của chúng ta cũng tốt. Hai huynh đệ ta tâm nguyện đã thành, cũng không còn gì lưu luyến nữa. Chạy đi, 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 chạy đi
Nguy hiểm quá. Mọi người đừng quan mang. Hai vị đạo chủ đâu? Xảy ra chuyện gì vậy? Đi mau, đi mau. Dạ, 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 dạ. Chạy mau đi, chạy mau. Mọi người không cần hoảng sợ. Hai vị sư phụ đã viên tịch rồi. Mời mọi người nhanh chóng rời khỏi đảo đi. Hai vị đảo chủ này vẫn còn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại đã... Sao lại như vậy? Hai vị sư phụ trước lúc lâm chung miệng nở nụ cười, nghĩ rằng tuy rời nhân thế nhưng lòng vô cùng an tĩnh. Trước khi sư phụ viên tịch, đặc biệt căn dặn sau này mọi người có chuyện gì đến thôn Tiểu Ngư bên bờ Nam Hải tìm bọn ta. Huynh đệ bọn ta nhất định sẽ góp sức giúp đỡ cho mọi người. Bọn dốc dàng cái gì, mau rời khỏi đảo đi. Bao đi, dậy lên. Bao, toàn bộ thuyền trên đảo đều đã bị quỷ hết rồi. Thuyền bị quỷ rồi sao? Bây giờ quỷ sao đấy? Mình đi quỷ kế gì? Người muốn bỏ ta chôn cùng sao? Phải đó, phải đó. Vậy đúng vậy. Ổ rồi. Mọi người đừng hoang mang, chạy về hướng biển trước rồi lại nghĩ cách sau. Đi mau, đi mau, đi mau, đi mau, đi mau, chạy ra biển đi, đi đi. Bối huynh, huynh tính vậy mà đi hay sao chứ? Ê, Tây Môn huynh, sao lại tới trễ như vậy chứ? Thay huynh làm chút việc vặt. 18 năm trước họ lưu ở Sơn Đông, cả nhà 15 người, chỉ trong một đêm lâm cảnh diệt môn. Đến nay còn chưa ra rõ, nhưng trên quyển sổ này ghi chép rõ ràng mạch lạc ở đây chính bối huynh đã gây ra. Chuyện của 18 năm trước đó, bạn định nói để làm cái gì? Chuyện đã lâu như vậy rồi, ta làm sao còn nhớ rõ được chứ? Nhưng mà ông không biết, ta vốn họ Lưu, trong nhà xếp hàng thứ ba. Buổi tối hôm đó, lúc ta đến nhà thầy giáo hỏi vài vấn đề, một đêm không về. Hóa ra là như vậy à. Nhưng như vậy thì sao chứ? 18 năm trước ta bao nhiêu tuổi, giết nổi cả nhà của huynh sao? Như vậy đi, sau khi trở về ta sẽ giúp huynh điều tra xem trong đó có gì hiểu lầm hay không. Huynh xem, núi lửa sắp đổ tới nơi rồi, thoát thân quan trọng hơn. Người làm sai là ngươi. Bối tiên sinh, sao ông lại ở đây? Lão già chết tiệt, người muốn giở trò gì đây? Bối mộ hôm nay đến là để xem kết thay lúc các người sắp chết. Hôm nay các người ai cũng đừng mong sống sót rời khỏi đảo hiệp khách này. Ta già già ngươi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hôm nay ta phải phá quy tắc một ngày bất quá tới của ta, đem cái đám cháu chắc này ra giết hết toàn bộ. Lão chết tiệt, chỉ dựa vào mười mấy người các ngươi xử hết toàn bộ bọn ta sao? Hơi! Hơi! Hơi!
Gia Gia. Đợi đi, đợi đi. Cẩu tặc, ngươi, rốt cuộc ngươi đã hạ độc gì với bọn ta vậy? Trúng độc như vậy sao không có ai phát hiện ra vậy? Thì ra bọn chúng đã hạ độc chúng ta. Hèn gì chúng ta không phát hiện ra được. Không bỏ một chút độc làm sao hạ gục được các ngươi chứ? Dạng độc thiên tâm tán này đã cho vào tới mấy tháng rồi, cộng thêm khói phệ hồn đặc bệnh lúc nãy phối hợp với nhau mới thành đại sự. Hôm nay các ngươi không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Trúng loại độc này chỉ cần không dùng nội lực thì vẫn sống được một canh giờ nữa. Một canh giờ sau các ngươi sẽ bị chảy máu thất khiếu, kinh mạch đứt loạn mà chết. Còn nếu bây giờ vẫn nội công thì ông không sao chứ? Vậy ta khuyên các ngươi đừng nên hành động thiếu suy nghĩ. Bối tiên sinh, sao ông lại hạ độc hại người? Còn ngọn núi lửa kia là ông giở trò đúng không? Chính là tại hạ. Ông quá đáng lắm. Mau đưa thuốc giải cho mọi người đi, nếu không ta sẽ không khách sáo đâu. Ê, tại sao cậu lại không trúng độc vậy? Cậu tặc, ta nói người biết, tạm đệ ta trước khi kết bái với lại chúng ta, bách độc đã không thể xâm nhập được rồi. Đệ ấy đã đạt được chân truyền bí tịch võ lâm trên đảo Hiệp Khách. Chút công phu tà đạo bất chính này của các ngươi làm gì được đệ ấy? Chỉ một mình ngươi à? Lên, giết thạch bang chủ cho ta. Khoan đã, Trường đường chủ, Mễ Hương chủ, các người đừng có chấp mê bất ngộ nữa. Mấy năm nay Bối Hải Thạch đã làm bao nhiêu chuyện tán thần lương tâm các người còn không biết sao? Hắn đã giết bao nhiêu người vì hắn mà lập lên bao nhiêu công lao hiển hách. Huống hồ là các người, ta khuyên các người quay đầu là bờ. Đừng kể hắn nói bậy. Hứa cho các người vinh hoa phú quý phúc tôn 10 kiếp cũng không có được. Lên cho ta. Mễ huynh. Phế vật. Bà chủ, không được giết người. Chăm sóc cho tiểu thúy.
Tới lúc này rồi mà ông còn nhớ đến Tiểu Thúy, ông không cần lo cho ta đâu. Bây giờ là lúc nào rồi, không biết tốn xấu nữa. Ta có thể tự lên được, ta không cần ông cứu ta. Ông quay giờ đã tới lúc này rồi, ông còn ngang bước nữa, gây sự đủ chưa? Có thể tự lên được, ta không cần ông cứu ta. Ông già kia, bây giờ là lúc nào rồi, vẫn còn cố chấp, ông thấy đủ chưa vậy? Không sao, ta với Tiểu Thúy chỉ có tôn trọng và ngưỡng mộ. Lẽ nào ta còn không biết lòng bà ấy chỉ có ông hay sao? Bà ấy trước nay chưa từng muốn rời xa ông. Lẽ nào nên bất tứ ta đem lòng yêu người là tội lỗi sao? Bản thân ta có thể kiềm chế được sao? Buông tay ra, buông tay ra, nếu không ngươi cũng sẽ rơi xuống đó. Cậu tạm trụng, mau cứu già già ngươi. Đạo chết tiệt. Lão Tứ, mau qua đây. Lão Tứ. Cậu tạm dũng, cậu buông tay ra. Tấm lòng con như vậy, ta đã cảm thấy thanh thản rồi. Con không buông tay, con hứa với bà A Tú sẽ chăm sóc cho người. Dù ít thôi, dù con cứu được ta, ta cũng không sống được bao lâu nữa. Con buông tay ra đi. Không, dù người chỉ có thể sống thêm một khắc, con cũng không buông tay. Dạ dạ của con, cả đời này theo đuổi hư danh thiên hạ đệ nhất. Tự cao tự đại, kiếp này của ta nợ bà nội con nhiều nhất đó. Hai người các ngươi trăn trối xong chưa vậy? Bạch Tự Tại, ông sống không phải phiền hay sao? Ông ở Tuyết Sơn phái làm thiên hạ đệ nhất của ông, tốt như vậy còn không chịu, lại đòi tới đảo hiệp khách đây để chịu chết. Cậu tạp chủng, con còn không mau buông tay đi, mau buông tay ra, buông tay ra. Không, con không buông tay mà. Yeah.
tiên sinh, dừng lại đi. Ông bảo đi thuốc giải cho mọi người, nếu không ta không khách sáo đâu. Muốn giết thì giết đi, đừng ở đó lải nhải nhiều như vậy. Gia gia, coi chừng mối hải thành. Đã tập trung, coi ông sao chứ? Dùng độ lượng với người ta, tốt với người ta thì có ích, nhưng đối với lão ta mà nói không có tác dụng đâu. Con nhìn đi, hắn đã tẩu quả nhập ma rồi. Nếu con còn không giết hắn thì hắn chắc chắn sẽ giết tất cả mọi người. Con mau giết hắn đi. Gia gia, nhìn tất cả mọi người, con tuyệt đối sẽ không nương tay với hắn. Mày cứu tư già của con đi, mau đi. Tư gia gia, tư gia gia, cứu bạch gia gia của con đi, mau. Thập thiếu hiệp, thập thiếu hiệp, thập thiếu hiệp à. Đa tạ thập thiếu hiệp đã ra tay cứu mạng. Trừng hổ ta lúc trước có mắt không trọng, không ngờ thập thiếu hiệp can trường quả cảm, lại nghĩ khí. Trừng hổ ta tự thấy hổ thẹn. Đây là thuốc giải, bao đáp thiếu hiệp có ơn cứu mạng. Đa tạ, gia gia, có thuốc giải rồi, mau cứu người.
người thấy sao? Đâu đâu cho tài với. Dạ dạ, người thấy sao rồi? Đã đỡ nhiều rồi. Đỡ hơn nhiều rồi. Hả? Chạy mau lên, mọi người mau chạy đi. Chạy mau đi. Chạy mau đi.